cũng có về coi để người ta ghi, để người ta nắm thông tin không hợp. Mình cái lương phòng là cái mình nói là cái gương sen rỗng ha, theo tài liệu nó có tính ấm, có tài liệu có tính mát, chúng ta không biết thế nào đúng, mà công năng nó là giúp cầm máu và tiêu ứ. Gương sen, cái liên phòng là cái gương sen rỗng, cái hạt là lấy rồi đó, cho phơi khô, tính ấm, giúp cầm máu, tiêu ứ. Chủ trị đó là chữa huyết trắng, băng huyết. Phụ nữ đau bụng dưới do máu ứ, đau bụng phần dưới. Còn dùng tiểu ra máu, đi cầu ra máu. Rồi ta phối hợp với chữa cao huyết áp. Còn liên tu, không hả? Liên tu lần trước hôm nay xác định là cái nhị đực đó nha, ta gọi là tu nhị. Còn ở đây còn trắng như hạt gạo á, bỏ đi á, lấy phần tui nè, hồi định nghĩa liên tu á. Lấy phần này nha, phần này bỏ, hạt trắng bỏ, phần này nhị đực á, không phải nhụy á, nhị tu nhị, rồi rất là mỏng manh. Thì công năng nó là sát tinh, ích thận, thanh tâm và chỉ quyết. Sát tinh, ích thận, thanh tâm, chỉ quyết. Chủ trị đó là chữa băng huyết, thổ huyết, viêm mộng tinh, chứng bạch đới ở bệnh phụ nữ, bạch đới và tiểu nhiều. Liều dùng thông thường thì 5 đến 10 gram. Cái này trong vị thuốc có dùng tại có thể sao không học nữa. Thì chúng ta nắm luôn rồi cảm nói luôn. Đó là liên tu rồi đấy nha. Liên ngẫu còn gọi là ngẫu tuyết á, vậy nôm na là gọi là củ sen. Khi cắt nó ra thì chúng ta thấy những cái này nè, cái lỗ nhỏ nè, ở dưới nước mà có thể nấu hạt sen cái gì đó, nó súp người ta cũng nấu nè. Đó là vị thuốc là liên ngẫu nha. Khi thiên bên ngoài cho biết đã nói rồi đó, công năng nó là thu liễm chỉ quyết, nên điều trị là thổ huyết. Liều dùng nó cũng 10, có thể 10 đến 20 gram khô, tôi có thể đến 60 gram. Rồi cái định đó là liên ngẫu ha, củ ở dưới. Còn cái ngó sen đang là gì? Cái qua đó cái mầm non cái sen đó luôn, làm gỏi á, mầm non. À, cái đó. Nó là ngó sen, cũng có tài liệu ghi này là ngó sen nhưng mà tôi không thấy. Cái này nó củ ở dưới, chỉ cắt ngang thế này nè. Nó sen là nó sen. Nhưng mà có tài liệu ghi này là nó sen cho nên tôi không ghi đâu. Nó sen là cái mà nó sao mà nó cũng kỹ mà nó cộng nó nhỏ vậy không? Trên cùng nó tưởng ra mua nó sen kỹ. Cái này làm lỗi ha, rồi nó sen là ngon nè. Nó sen nó là cộng sen ngon. À đó, cái công dụng nó là gì thầy? Hả? Công dụng nó là chất rất là khoái khẩu. Chất có chất sơ thì kia, chất ít có tinh bột. Ý là tài liệu khi liên cầu mà ngẫu tiếp cần ngó sen nữa. Ý là tài liệu cho đọc của tôi không có tuần cái đó. Cái này là còn này dưới đất mà, dưới bùn á. Thì củ sen nó gọi là củ sen á ha. Gọi là củ á. Còn này cái chất sơ nói chung là ngon, ăn ngon.
gỏi dưỡng có sen là đường mấy đó, gỏi của Hữu Dưỡng ngon ha, mấy đó chấp với tinh bột rồi nó giúp gì hơn là cái nó định giúp ăn thấy cảm giác ngon miệng, thấy nguồn phấn chân đúng không? Rồi thôi vô bài ha, nó mấy cái đó thì ta cũng nắm qua cho biết. Rồi vô bài trọng tâm chúng ta cũng đi về để cương á, thuốc dùng ngoài là những thuốc mà chủ yếu dùng bên ngoài, bên ngoài trị bệnh về da đó, có thể chế thành dạng cao giá thì đông y á, ta nấu thành cao người ta làm đồng đặc ta phết lên đi, cái giờ loại giải mà nó dày ha, nó không thấm nước, người ta dán lên, hồi xưa hay cao giá giờ nữa, còn người ta chế thành cao đặt như vậy cho cái hũ vô, cho trong đó mới làm dùng mới nó dùng tay, bớt ra. Ai biết con cao gián con rắn không? Con hổ, rắn à, chủ yếu là bài da, động đất, thiếu giãn đó là cao gián. Sơn bát bây giờ cũng cao gián này. Sơn bát cũng là cao gián, cao gián hiện đại ha. Sơn bát là dạng cao gián hiện đại. Còn cao so là khác, cao so là dục phù là. Nó có paraffin sắt nữa. Cao so vàng á, so là khác, còn gián là sơn bát là hình dung đi. Nhưng mà là cao gián hiện đại, còn cao gián là phố kia là gì? Trừ dược liệu mà nấu ra thường thường cao nó màu sậm đen nâu 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 mà trong nhiều màu tinh như sao lắm á. Còn cao so là nó có tinh dầu, nó thể có cơm pho rồi phối hợp với một số chất khác á để làm cho chiếm những cái miếng giống như giải vậy đó. Dán với so khác nhau, này dán không có so, ra chỗ nào dán chỗ đó ha. Về cao dán nó có thể là dạng thuốc hoàng á, tán dùng ngoài á, đây là nói dùng ngoài để bôi xoa và rắc chỗ cái vết đó, có thể dán hoặc đặt rửa. Thuốc dùng ngoài chưa được các bệnh sau, có thể là nấm, hắc lào, lăng ben, vị nến, chàm, lở loét không cho nhiễm trùng á, bụng nhọt, cả bụng và trĩ. Các chứng cảm ứng nhức đầu người ta sẽ dán ở phần đây nè, phần hai thái dương nè, hắt hơi sổ mũi, người ta có thể cắt những miếng nhỏ người ta dán, mình dán theo thôi, mỗi người dán theo những cái huyệt, theo những huyệt niệm kinh nó đi, như sổ mũi hai huyệt này, nhức đầu bên thái dương vân vân á, còn dưới mũi có huyệt nguyên hương, rồi nói chung là ta theo quan niệm nó bị phải theo đường kinh, trên đường kinh có những cái huyệt đạo á, châm cứu để tự dán. Ai có biết qua diện châm không? Ta phải dán những cái mặt mình á, những cái huyệt nó tương ứng, những cái cạnh cũ của mình á, thu nhỏ mình đó ha, gọi diện châm. Hoặc là ở bàn chân mình cũng vậy ha, cũng có người theo trường phái á, còn châm bình thường châm toàn thân á thì nó khác. Diện châm mà chúng mình bàn chân cũng có những vị trí là nó tương quan đến ngũ tạng của mình. Diện châm cũng vậy ha. Xơi mỗi chân tay á, có thể đau dây thần kinh người ta cũng làm thuốc chữa được á. Hoặc là bị trật đã chấn thương bầm tím thì người ta dán thì nó tan cái bầm tím á, và nó giảm đau do bị chấn thương nhẹ nhẹ ha. Phụ nữ thì sa dạ con thì uống thôi chứ dán thì đâu có dụng được ha. Phụ nữ thì viêm ngứa âm đạo có thể là dạng nước rửa, nó sẽ học vị thuốc hết, vị thuốc dùng rửa viêm ngứa ha. Rồi có thể khiến người bệnh đến người ta cũng phối hợp trong uống, và có những thuốc thì ta dùng ngoài có thể là người ta đặt ha. Thuốc dùng ngoài chúng ta đang học á, phần lớn tác dụng là khu phong trừ thấp, đẩy cái phong vào thấp ha, đẩy cái phong hàm thấp thử á. Cho nên khu phong đây người ta nhắc lại rồi ha. Cái từ nó sẽ gặp nó vàng. Nguyên táo quả nè. Này như là lục gì anh? Lục khí, rồi nó tác động với lại cái niệm là lục dâm,
viết. Cho nên về đọc trong cái thời gian đó chúng ta cho ta biết chúng không nhắc lại ta cho mình hiểu thôi. Cái vừa nói là không có thời gian nói mà không nói cũng nên chốn ta không hiểu mà tóm lại cũng rất là gọn ấy. Rồi khu phong trường thấp thì thấp là những thứ đã nói nè, đẩy chữ đi, chỉ thống sát trùng tiêu độc bài nùng sinh cơ, trong đó giải thích mở ngoặc nó làm cho tiêu viêm đó, nó vừa làm rút mủ và đồng thời nó làm da nó tại dùng đó nó mau lên da non. Có loại có tác dụng toàn thân và có loại chỉ có tác dụng cục bộ. Đa số thì dùng cục bộ, mấy dược liệu có độc tính ha. Chúng ta học trong những vị thuốc sao để học sao. Tại vì nói chung chúng ta học những dược liệu đa số có độc tính, tức là không phải dược liệu thông thường, dược tính độc tính, cho nên dùng quá liều dù không đúng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Cho nên người ta nói lưu ý khi sử dụng thuốc dùng ngoài cần chú ý. Thuốc dùng ngoài đa số độc tính, khi dùng ta bôi, ta xoa, ta dán nắp lên cái vùng da mỏng thì để cho nó dễ ngấm thuốc đó, các vùng đầu, mắt, mũi, vùng âm đạo, hậu môn phải thận trọng. Hậu môn mà ta dùng chỉ, người ta dùng thuốc bôi vô đó, có những thuốc là chữa chỉ bôi. Hậu môn thì người ta dùng âm đạo thì dùng thuốc rửa. Đó là họ có bị thuốc sạch sàng tử đó, thì thuốc đó thì hay dùng. Điều thứ hai, không nên dùng kéo dài, dùng quá liều chỉ định. Phải tuyệt đối không dùng quá liều chỉ định này, cũng không dùng quá kéo dài. Tại sao? Đề phòng nó sự tích tụ lại. Ta chưa nghiên cứu hết, thuốc học cổ truyền không nghiên cứu hết được hết. Không phải là tất cả đều nghiên cứu hết đâu. Mà qua thực tế để đúc kết ta học, có những cái chứng minh, cái chưa chứng minh như lần trước nói. Thứ ba là thuốc dùng ngoài nói chung là không nên dùng uống trong. Không được luôn ha. Thuốc dùng ngoài thì ta phải ghi là dùng ngoài không được uống. Trong ta mở chế thuốc rồi đó. Phải dùng ngoài không được uống. Và cái quy chế mà ảnh hưởng rất lâu rồi là thuốc dùng ngoài là có cái vạch màu vàng. Bây giờ mình sẽ thấy là những số nơi vẫn còn dùng cái đó, cái quy chế. Cái nhãn ha. Phần dưới là màu vàng. Trong đó thì chỉ dùng ngoài không được uống gì đó. Đây màu vàng nè. Vàng là nhớ dùng ngoài rồi. Còn thuốc tim, ghi thuốc tim rồi nè. Cho nên bây giờ cái nhãn cái quy chế này cũng số nơi vẫn dùng để phân biệt là dùng ngoài không là biết màu vàng rồi không được uống. Ta còn chỉ ta để nữa ha, để cái chữ dùng ngoài không được uống. Rồi lưu ý thứ tư, khi bào chế phải chấp hành nghiêm quy trình thao tác kỹ thuật bào chế, kiểm tra độc tính. Cái đầu khi bào chế phải có kiểm mà làm sao phải biết quy trình ra, từng bước mình làm cái gì và thao tác mình, quy trình thì tự mình cho chức nào trước, cho nào sau, thao tác làm sao á, phải tuân thủ cái đó. Chúng ta chế biến dược liệu thành vị thuốc cũng có quy trình. Ví dụ quy trình đơn giản là dược liệu đó được chặt ngắn nè, xong nó rửa nè, để ráo nước nè, phơi nắng nếu được nè, sấy khô nè, đóng gói, dán nhãn, nhập kho, đó là quy trình như vậy. Bào chế cũng vậy. Chế là thuốc này, thuốc bột chẳng hạn, ví dụ cái nghiền tán gì đó thành bột, trộn lẫn với nhau, trộn chất nào ít thì với nhiều sao, trộn rất đồng lượng, cho tổng ít chất nhiều trước, cho chất ít vô có gì cứ theo đó. Đồng lượng, trộn bột két rồi thì theo quy trình đó. Kiểm tra sự thuần nhất của thuốc, đó là nếu có nhiều chất thì phải sự đồng đều với nhau. Nếu tránh mà nó phân tán không đều thì nó sẽ liều lượng nó sẽ không đều. Và chấp hành nghiêm trong việc bảo quản đó nữa. Rồi chế biến vị thuốc phải nói vậy ha. Theo quy định rồi. Rồi chúng ta sẽ học đó phần đại cương ta biết vậy. Để biết khi ta học có dược liệu nhóm này. Vị thuốc dùng ngoài đầu tiên bạch hoa xà, Radix, Efolium,
lumbaginic, tức là radix là cái rễ nó cứng ha, nó dị dùng rễ. E là và, phương là lá. Cái tên khoa học của bạch qua xà còn gọi khác là cây đuôi cong, lá nó xanh, qua nó màu trắng và nó có những cái phần rất là đặc biệt, người ta đặt cây đuôi cong lắp ở trên mình đó. Thì lumbago zelenica là tên bộ phận, tên của cây bạch qua xà. Cây này nó họ đuôi cong lumbaginaceae. Nếu bạch qua xà không là phải phân biệt. Nếu bạch qua xà thiệt thảo thì biết thì đủ ha, chứ đừng nghĩ bạch qua xà nó nhầm lẫn. Cho nó mấy phần cái sao đặt túi lên vậy đây. Bạch qua xà này á, radix, euphorium, lumbaginis á, chúng ta đã học á, họ đuôi cong. Nó khác bạch hoa xà thiệt thảo, à, khác điều tiếp. Này biết không rộng ha, làm sao nhìn không được thì thôi chịu khó chỉ khác. Chú ý lưu phước nè. Diffusa, hai chữ F rồi. Cây này nó lại họ khác, hình như nó cái họ không hiểu sao nó lại họ cà phê. Rutaceae, hơi nhớ thì thôi. Này tiên đúng không? Hãy điều tiết cây này thuộc thử. Sao tiết này còn một chút? Chắc kỳ vọng cái đó. À rồi, rồi. Cảm ơn. À, bỏ qua. Có em đồng chí em hiền rồi cũng đỡ trợ lý giảng viên không cái ý đó chị đi giảng nên đi không đi. Hai cây bắp nha ha, bạch qua xà tiền thảo chứ thấy bạch qua xà đỡ bác sĩ Hà Tiện viết này tại không có thời gian, phải hai cây khác nhau hoàn toàn. Cây này thì nó dùng kết hợp với bán chi liên á. Hai này kết hợp nhau biết nào hai phần nào một phần không biết. Bây giờ không nó tác dụng. Đông y thì nó thanh nhiệt tiêu độc là chính. Nhưng mà theo sách vở và Trung Quốc thì là nó trị thuốc. Hỗ trợ trị ung thư, ung thư gan này, ung thư người ta hay dùng. Bạch hoa xà với bán chi liên á. Bạch hoa xà bán chi liên. Đó là bạch hoa xà thiệt thảo. Rồi bạch hoa xà này là vậy nha, rắc xem mình nha. Nhớ là khác nhau, không phải là viết Hà Tiện đâu nha. Nếu viết khác nhau thì thấy khác nhau. Cho nên cái tên Latin là cái là nó rất hoài lệ. Nó khác nhau đúng không? Bạch hoa xà. Nó dùng rễ và hơ và lá. Còn cái bạch hoa thảo dùng toàn thân. Hơ ba là hát điêu gì đó ha. Cái biến thể thì không thuộc được, khó thuộc. Cần xem sách thôi, nhưng mà tên Latin thì thuộc. Nhưng biến thể nó không có theo quy tắc như tương phạm tiếng Anh này ra là lúc cũng nhớ nổi. Trong cái biến thể thì tùm lum, có cái ung thì nó là gì đó thì học cũng khó nhớ. Nhưng mà biến thể chứ không bao giờ mà lumbago. Rồi vị thứ hai, chúng ta sẽ học vị thuốc là lông não. Lông não tên khoa học trên Latin gọi là camphor đó, là chất được chiết xuất từ tinh dầu của cây lông não. Cinnamomum camphora. Như vậy cây này nó thuộc họ với lại cái quế đúng không? Quế cũng cinnamomum vậy đó. Thì coi là cái quế đó, quế học quế đó. Ai cây cùng họ Loraceae. Không ho là cái giống dầu tràm không thầy? Không phải. Không phải. Từ cây lông não. Dạ. Dầu tràm thì eucalyptus. Eucalyptus gì đó. Tràm. Không eucalyptus là cái gì? Tràm là gì? Tràm hoa vàng. Lông não là lông não. Cái lông não mà đường ta thấy là cứ hợp dễ để ta đi. Ở đường hay trồng cái cây mà lá xanh xanh mà thấy cũng dễ chịu, lá lớn vậy nè.
phần cuốn này phải đỏ chị ha, và lá này nó đều bị lợn. Dễ chị thấy lợn đó, nó không có đối xứng dày, ví dụ nó đối xứng dày á, dễ để cho thấy nó lợn. Đó là lông não nha. Cây đường ta thấy là đường trồng rồi xanh xanh, nó là cây cũng trồng lâu năm, nó cũng lớn và có vỏ thân cũng thơm. Lông não từ đó ta lấy lá ta chiết lấy tinh dầu và kết tinh thành những camphor. Camphor là tinh thể rồi á, giống như từ bạc ngà mà chiết măng côi vậy đó. Quả giống quả nho nè, quả thì nó bị lớn vậy, nó tròn tròn. Quả nho nó nhỏ, nhỏ hơn, nó tròn tròn vậy đó, và nó có khi là chín không, chín những cái màu tím, ta để ý nó có màu tím, màu trắng, màu đen này, rồi cái đen rồi màu tím, tím tím đen á, nặng về tưởng tượng như quả nho nhưng mà này nhỏ xíu, nho lớn hơn, giống quả sánh liền nữa, nó nhỏ, rồi á, rồi cây đó rồi nó nở rồi được, rồi nha, nó hỏi lông não, vị thứ ba hoặc là vị thuốc mã tiền. Mã tiền đi xương ăn là cái hạt, mã tiền như hạt nó dành với đồng tiền, như vậy là cái tên lên tin là cái này cũng học có nhớ trích nốt nốt đúng không, fumica, nhưng mà trích nốt nó biến thể mình trích trích đi đó, cái này biến thể này vậy đây nè, trích nốt thành nốt có gạch ngang đặc biệt, cái tên này nó có gạch ngang mà mấy ghi đâu có, nó cũng hơi đặc biệt. Và nó có nhiều loại ha, nhiều loại khác cùng một loại của cái chi trichnos này nè cũng được dùng làm thuốc hết, và chủ yếu nó chứa cái trichin là một cái acaric độc nha. Nên hạt mã tiền theo quy chế cũ chưa chế biến gì hết á thì nó là độc bản A, khi mà chế biến rồi theo pháp nam y thì thành độc bản B. Độc bản B thì dùng uống được, nó dùng trong những phương thuốc mà chữa phong thấp, đau nhức ha, đau nhức gân xương. Khi chế biến thì cái trichin nó giảm đi. Mình chế biến là cách nào thầy? Chế biến có thể là ta ra cái dầu, ra cái dầu thì cái lượng alkali cái độc nó sẽ bớt đi nha. Alkali ta nhớ là từ đa số độc tính ha. Nó có một pháp chế biến. Rồi chế biến là vậy thì vô chế biến ha. Đây là như mã tiền rồi đó. Một phương pháp là nhớ phương pháp rang cái dầu, đúng cái phương pháp rang bộ biến, rang cái dầu hả? Giống thì như cái chế biến này nè, nó giảm nào, nó giảm đi thì nó bớt độc tính, nên ta xích nó bê ha. Đó là chính là trichin và brucin này nè. Rang với dầu làm như giống mình chiên vậy hả? Chiên. Đúng rồi, rang với dầu nó cặp dầu. Nói nguyên tắc là gì, nó có quy trình chế biến. Dạ, tại không vậy đó, nó có quy trình chế biến ở chỗ thành chỗ đây ở viện nó chế biến. Còn nguyên tắc nó là vậy, còn động tác nó phải làm đủ thứ. Thì qua chế biến nó giảm độc tính, giảm chế biến thì giảm độc tính, nhưng mà uống được. Nhưng mà uống phải cân nhắc liều lượng. Ở nhà thuốc đi có bán mà ô độc phụ tử chế rồi á, khi mấy người dân ở ngoài không dám bán đâu, nhưng bán sợ bán về làm gì khác nữa, giờ bán một thang mấy gram rồi đó, giờ làm gì khác nữa. Chỉ bán nó bị thuốc lương y mua về tái dám bán, chứ không bán đi dùng đúng á, dùng có 10 tới 6 gram cái thuốc độc dùng hết đó, thì giờ dùng nó lần nấu lần uống mà độc chết đó. Cho nên khi nhà thuốc cũng nguyên chế độc. Chúng ta sẽ xem mã tiền ha, nó có cách chế rồi đó. Rồi biểu u đầu, hôm trước thì giới thiệu cái gì đó thì ta sẽ học cụ thể vị thuốc này ha. Trước học qua cái u nhánh rồi là phụ tử đúng không? U đầu là phụ cá, còn rễ u nhánh là phụ tử trong cái bài thuốc phụ hàng á. Hôm nay ta học cái phụ cái, chứ dễ hình này đó. Cây đây nè, phụ cái này nè. Ủa nhắn thì nó ra đây, nói chung mình dạng còn giống nhau. Này là ủa đầu nè, acomitum á. Rồi có hai loại,
ta dở bài câu hàng đó có hai loài, loài của Trung Quốc Việt Nam ta có ông đầu nha, cái này phụ tử. Ở Sapa đi Hà Giang, Hà Giang người ta cho ông cháu ưu đầu, ông cháu ưu đầu phụ tử lấy nguyên cái ưu đầu phụ tử thì rất là chơi chế nấu cháo ăn, tại nó lạnh mà ăn ấm. Ở đó nhiều khi tôi sao tôi muốn đi xí diệu ở huyện này, tôi đi rồi tôi về ở Nhật kể nghe hỏi ăn ngon mới ăn, có bị phản ứng nha, bị nhạy cảm á, bị phản ứng nó bị nó chấn động, chúng ta nói là COVID tiêm tên là tin nó là COVID gì đó độc. Mà theo mấy thầy ở trường Nhật kể nha, ô đầu của Trung Quốc với ô đầu của Việt Nam mình thì hàm lượng alcaloid cho đó nó cao hơn, Việt Nam mình cao hơn. Cho cái lực chất mà chất gây độc và aconitin này nè, nó độc hơn. Cho nên mấy chuyên gia Trung Quốc là đi khảo sát với mình thì cũng ăn nó, họ nhiều cái liệu có khó. Có người chuyên gia ta ngộ độc sắp chết. Tại cái giữa thổ nhưỡng cây Trung Quốc có, Việt Nam mình cũng có, nó khác nhau. Một cây mà thổ nhưỡng khác nhau, hàm lượng vật chất, cũng khác nhau. Nhưng mà cây Việt Nam mình nó khác Trung Quốc, mà cho chúng ta dỡ về khu hàng mình bên là nó nghĩ là dỡ có hai cây anh em mô tả hai cây cùng chi và các cái loại, cho nên chuyện với thầy kể chuyện có thật. Ông chủ quan ông ăn nay kêu biểu liều lượng Trung Quốc một xíu mà độc sắp chết, đừng đâu cái đòn cũng quản sợ lợn. Rồi ở Việt Nam mình ở vùng cao người ta vẫn nấu cháo ăn chắc cũng ngon, chủ yếu làm ấm vậy, chứ đâu có mùi vị gì đâu, nó bị cay chắc bị gì đó thì nếm thì cũng không thấy rõ lắm. Ta nếm tí xíu thì không sao á, nó không đợi đủ thơ độc, nếm cho biết. Nhưng mà nếm ấy nó sẽ tê lưỡi. Tôi không phải gan này đâu, nhưng mình biết là cái liều rất nhỏ mình nếm không sao. Nếm mình phun ra liền, nó nhát còn nếm, mấy dược sĩ gai nữ thì nhát nếm. Rồi mình biết là mình biết nó ở liều đầu đó mình mới chết. Nếm cho ta tê tê cái mình nhát liền đâu sao. Bắn hạ thì ngứa nha, thì nếm vô ngứa liền, nếm vô là nhả ra liền. Mình đừng có nhát, nhát thì cái độc nó vô nếp. Cái liều nào đó nó mới làm độc chứ. Rồi vị thứ năm thọc phèn chua ha. Phèn chua gọi là bạch phèn á, thanh phèn của nó ha. Nó chủ yếu hỗn hợp với kép của kali và nhôm và sunfat á, qua sunfat kali và nhôm AL á, là đánh máy với GAI không phải nhôm. Ta sửa lại cho động với kali cai L mà đánh máy là vậy. Xung phát quá trình 2 nha. Vị thứ 6 là như là vị trong nhóm này sàn trần tử, còn gọi là dần sàn. Vậy ta thấy cái rút tước là gì? Bản thân bộ dùng nó là gì? Trái. Đúng rồi, trái, quả tiêu dùng đấy. Rồi Nidi là nó biến thể của tên Latin này, Nidium Moniri họ qua tán. Đó tôi nhìn xem cái hình nó họ qua tán. Mình trước đó là nghĩa qua tán là cho người ta xem lại lần nó qua tán để thấy rõ nha. Cái ngò mùi cái ngò gì nhỉ xíu á. Mùi rí hả? Dạ, mùi rí. Rau quá, cũng họ qua tán. A thì A B C. Nó qua nó tán này nè, thấy không? Nhìn người mờ quá ha. Nó kiểu cái tán vậy. Từ cái cốt qua đây nó sẽ tán là vậy. Thì đặt tên nó qua tán. Còn qua đầu để nhận dạng dược liệu ha, nó phân biệt thì khác thì nó sẽ khác. Này dạng dược liệu cũng cho trong dạng dược liệu á, tại chúng ta có thời gian học thôi. Qua tán vậy ha, từ cái cốt này nó đưa lên vậy, nó qua ra vậy, như tán dù vậy đó. Còn qua đầu qua cú qua nha, có cái đế mà qua nó từ đây nè, ta vô vô không đang nói qua tán cái này nè, sang cái khác rồi. Cái này trong nhà dược liệu ta phải học, phải nhận biết á, tại không có thời gian ta học ta nhận biết sơ sơ rồi, để chúng ta sau này ta nhận dạng cũng cung cấp cho biết. Qua đầu này nó đặc biệt, nó là qua đầu là cái hộp cúc cho thấy không,
Có khớp tay cánh cúc rồi thấy không? Văn thọ. Đúng không? Đó. Thì nó là hình cái gì nó kêu là đầu. Còn những qua khác này thôi, mấy cái đó phổ biến. Còn qua đó là xiêm rồi xiêm co rồi xiêm hai ngã gì tùm lum hết thì thôi. Cái bạch qua sạch thiệt thảo là xiêm co. Cho nên là khi nhận dạng nó cũng ngon, nó nghiện. Xiêm nó nghiện, còn cái đồ xiêm co nó cũng nghiện. Đặt tên cái gì thôi, tại sao vậy đặt tên cái gì? Còn miền sáng thì hình như vậy, đầu nữa. Rồi thầy tiếp lên tên thời gian. Thầy chua, thầy ngâm nước rồi cho nó lọc vàng uống có độc không? Người ta hay để là để làm cho nó trong nước, cái này lóng cho nó trong nước đó. Ừ, không có độc. Nếu ai dùng quê à, thì quê thứ hai cũng Vĩnh Long, thì người ta ta dùng nước sông. Con sông nó chảy cũng không lớn lắm. Từ con sông thôi có những nhánh nhông kia cái xẻo vô sâu trong nhà dân đó. Trong nhà quê hương thứ hai tôi có cái đó. Mà cái xẻo đó thì sao? Thì lúc nó cũng nói về mặt vệ sinh, có người vệ sinh đó. Nhà bên kia thì lúc họ giặt đồ bên đó, mình thì dân ở đây mà đâu có sông nước gì đâu. Thì đó lúc đầu về cũng thấy quan sát thấy cũng hơi ngại ngại. Còn bên đây mình muốn lấy nước rồi sáng sớm lấy nước, đúng không? Còn những cái xẻo khác thì ta làm cầu lên đó thì nuôi cá, hình như cá dồ đi cầu khỉ. Giờ xuống dùng sâu dùng xa còn, nhưng bây giờ hôm nay hết rồi á, nhiều năm rồi không còn. Đường xe hơi vòng vòng trong ấp tới nơi luôn, cầu khỉ không còn nữa. Thì là sao? Cái phèn đó thì đâu có độc. Lấy cục phèn mài lên cái chum thật là lớn này, thì làm rễ là cũng là siêng năng hơn. Sáng sớm múc, tại vì bên nhà kia chưa xài. Cái sáng sớm nước nó vô, nước nó sạch, chiều nước nó ra, nó kéo dơ ra. Kêu cái xẻo á. Xẻo đó thì người ta hay làm ở đó, mình đi. Mỗi nhà đều có chiếc tâm bản, một chiếc giỏ nhỏ đó, đi đây đi đó, đi chợ. Rồi ở Tâm Bình á, huyện Tâm Bình, như địa danh kia là Ba Kè, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long, tức là phải qua cái Long Hồ, đi tí xíu nữa vô sâu trong địa danh kia là Ba Kè. Ba Kè với Ba Càng nha, nó chợ Ba Kè, rồi Ba Càng khác nhau, Ba Càng từ thị xã đi nước khác. Thì cái phèn phải mài vậy đó, nó lóng lại, nước rất trong. Mình xài vòng trong thôi. Nhưng mà uống thì nó cũng không có gì, cũng được, cũng gì, không có độc. Cái phèn đó nó độc, nó lắng, nó ghê, nó cặn dơ, nó tạo thành tổ ở dưới rồi. Cho nên người dân người ta hay nước uống cũng ngon. Phải để những cái vại lớn để uống nước mưa. Uống nước mưa nó có xê lợi đoạn. Có giai đoạn mà pha ta không xài nó thường ngại, ta khoan giếng, khoan giếng uống cũng đâu được. Khoan giếng uống nó phèn không ạ. Pha cài vô phèn nhiều quá, trà ra một tiếng. Hồi xưa tôi uống đó là xưa à, đám ấy làm cái lô bự xong rồi quấy 10 vòng phèn luôn nè, quấy 10 vòng nó chọc quấy gì này mà lắng hết xuống. Thì ở vùng đó là vậy đó. Đầu tiên là tôi thời gian cũng dài lắm, sau này dùng nó được điện khí hóa và nước nó sạch, sau này nó sạch chứ ở đó thì dài không có độc đâu em á. Không có độc, hàng the nó mới độc, phèn chua nó mới độc. Phèn để sạch quẩn à. Mình nó lắng hết rồi, nó lắng hết, nó dơ xuống này đặc biệt, nó hay. Rồi chúng ta học từng vị nha. Rồi bạch hoa xà, còn gọi là cây đuôi công, hoa nó trắng. Cây đuôi công và hoa nó trắng. Bộ phận dùng là radix, defolium, rễ và lá ha. Thầy còn muốn học nó đọc cho biết thôi ha. Nó chứa là flavonoid, rồi các axit hữu cơ vân vân. Nó chứa phenol nữa ha. Nó học chất phenol trong thiên nhiên á. Phenol là chắc ai cũng còn nhớ đúng không? Như này nè, nhân phơm á. Nên nhân phơm ra số là nhân phơm là độc á, benzen á. Còn nó chất thì đa số nó độc. Thực ra mà sản phẩm mà thầy nói không có hợp chất phenol á, không có nhân phơm á. Thầy nói là chất này nó nhiều chất nó độc. Nó bị cay á. Nó không có tinh dầu mà không thấy để có tinh dầu mà nó cay. Tính nó nóng. Nó có độc. Độc nhẹ thôi chứ không phải độc tính như mã tiền với lại ô độc tử á. Tác dụng của nó là
thông kinh hoặc quyết, đó là thông kinh mạch đó, quyết cho nó lưu thông dễ, nó có tác dụng sát trùng và làm tiêu viêm, còn nó dùng là khu phân trừ thấp và tan máu ứ. Dùng ngoài thì chữa ung nhọt, nếu chữa hắc lào ghẻ lở thì lá tươi ta rửa sạch đó, rồi giả nhỏ rồi phơi trong râm đi, sau đó là ngâm rượu 70 độ thì có thể giả xong như vậy thì lá nó nát rồi, những cái chất trong đó nó ra rồi thì bôi liền hoặc là ngâm thì bôi cũng được. Chai mà chai chân á đau không đi được á, rửa tươi giả sạch đất 2 giờ bỏ ra, tại nó nóng nha, nó nóng là để lâu nó khủng da luôn á. Người dân gian mình hay dùng lá cây bạch qua xài nè, ngâm với rượu, ngâm thời gian để đó thì nó sẽ ra nó màu hơi tím tím, nó không thơm lắm, nhưng mà bôi bị đau khớp mà nhẹ nhẹ đó, bôi ngoài bôi mấy lần nó cũng chữa được, nhưng mà bôi nhiều nó bị phỏng nha. Tôi bôi thử rồi tôi cũng bị khớp nhẹ nhẹ nữa. Bôi mình nghĩ nó không sẽ không sao, mình sắp cái để rồi sao nó lột da, nó nóng, nó không lột liền, thôi ai thử rồi biết. Tôi bị rồi, học vị thuốc đó, nhưng mà cũng thử coi nó có thấy không có nóng gì mấy, nhưng mà tính là âm thầm nó nóng, nó lột da. Nó ở biển có cây có xà trồng ở đây mấy giờ còn em là vừa cắt bỏ uổng quá này, tôi biết thuốc mà đem về ngâm để đó cho ông chú bị khớp cũng bôi thấy cũng đỡ, cắt bỏ uổng mà mình là thuốc thấy cắt bỏ uổng để ra ra nghĩa lao coi còn không, nếu không có chỗ cái cây cây rất là lớn lớn rồi. Lá tươi giải đắp chỗ sinh ra ha, chủ yếu dùng ngoài với lượng vừa phải, cấm uống mật qua xà đối với người mang thai nhé. Còn lý do tại sao không biết, tài liệu nó vậy rồi. Nhớ cây này là ta dùng ngoài là chủ yếu ăn uống và nó có tính nóng, nó có tác dụng như trên cũng rất là phong phú ha. Này là không bị thuốc, thuốc nam có dùng, không bị không dùng thôi. Nhưng thuốc nam thì trong danh mục thì rồi nên người ta cũng dùng thuốc nam không dùng. Rồi nhớ nó khác là qua xà thiệt khảo nha. Bông tím thì sao hả? Bông tím thì sao lại? Thấy bông trắng à? Bông tím có bông trắng. Bông trắng. Tím thì không thấy. Tím nè hả? Dạ có tím. Thấy về coi thấy coi. Tôi chụp bông trắng mà thấy bông trắng nè. Cây đó tôi chụp có chủ đề thuốc hồi qua con suốt mình ở huyện mới khu khám lại vô đó, như còn giữ không biết có chụp cái cây đó, chụp là chủ đề là thuốc hoa, hoa là một số cây thuốc hoa, chụp một số cây thì sau này cũng bận bị muốn chụp nữa mà như cũng còn nó màu trắng lát xem mình á. Rồi lông não, lông não thì cam pho nó khác lông não là người ta bỏ những cục lông não mà để cho tủ quần áo nó không có dán nha, khác thì kim cương lông não đúng không, một cục lông não cái đó chắc không phải này, nên tôi gọi nó vậy chứ nó phải cam pho này là dùng ta sẽ độc, nó còn dùng ở trong mấy phương tây, ta dùng mấy chế hít mũi, ta biết không ai hít mũi cho thông không, nó có cam pho trong đó, thông khiếu mà. Mà nhớ nha, nó khác lông não mà mua qua rồi bỏ tủ áo cho không có dán nha. Hồi xưa hay có, sau này ít, sau này hiện đại ít dán rồi, ở như từ kia nó khác nhau, tủ có tủ gỗ mà tủ cái mới thôi, ít dán hơn nên không dùng chứ người đó nhà nào cũng có đó, bởi lông não thôi tôi không, và nó không có dán. Bây giờ chúng ta đây còn ai dùng đó không? Nó là màu xanh, màu vàng, màu trắng gì ha, nó đi là màu xanh cộng màu vô để ép lại thì nó khác này nha, nó mới được, cái đó có độc á. Rồi tiếp xúc tinh dầu từ cây lông não á, tức là người là được cây lông não, tức là cái cây nó sẽ lấy lá tinh dầu, phần chính là camphor, vinen, cinnamon, vị cay tính nóng và cũng có độc như cái bạch qua xả, quy kinh tâm thận, cái này nó quy kinh không có sẽ quy luật nào cho nên ta được lòng thôi chứ không có giống nhau trong cái nhóm tài dọc ha. Nó là vị thuốc mà có công năng là trừ thấp được sát trùng, như bạch qua xả sát trùng. Nó bị tính nóng cho nên nó là nó ôn tâm và chỉ thống,
có thể là hệ thống này vô ứ tắc, có thể vô làm nó làm cái ôn ấm ha, ôn tâm thì không làm nóng nóng ấm tại đó chữa về thì chỉ cái trước cái đau khai khiếu trừ uế trừ cái mùi hôi ha, chủ trị các chứng ghẻ lở nè do tính sát trùng ha, cước khí xương đau, đau răng té ngã đau. Không dùng cho phụ nữ ha, trẻ nhỏ, người hư yếu và thuốc thuốc này nó kỵ với lửa. Vậy cái tính đó mình cũng mạnh. Ngay cái mâm tô này là cũng phải nói tinh dầu bạc hà ta kỵ kỵ dùng cho trẻ sơ sinh nha. Tinh dầu cái bạc hà nó măng tha con xích đó, cái nó chứa mâm tô đó. Tinh dầu này nó lại nó vừa nóng nóng sau nó lại mát, nhưng nó kích ứng nhiều mắt trẻ nhỏ cái rất là lớn nên là ta kỵ dùng luôn. Còn cái dùng cái việc là hay dùng cái sinh hay dùng phụ nữ sinh trẻ hay dùng cho trẻ sinh tại vì cái tính nó hiền, nó dùng cái việc đó bakalipton cái việc là gì sao thì theo chị nghĩ sao cái lá nó nghiêng nghiêng đúng không? Khuyên diệp là lá nó bị nghiêng. Bạch tàng có diệp là một. Ừ, ca liếp gì đó. Từ lâu quá thì quên, không biết tên là tên đó. Đúng rồi. Bạch tàng có diệp là một ha. Rồi, lá nó nghiêng. Dùng để làm dầu khuyên diệp bất kỳ tính nhau không? Chắc từ dầu eucalypton còn rất nhiều, có thể là vinen, cái tinh dầu nó có vinen, cinnamon, rõ ra là rất nhiều thứ. Tinh dầu nói chung là chất có mùi thơm, có thể tinh dầu nó nhẹ hơn nước, có điều kiện bình thường nó, nhưng mà không có tinh dầu ra thì nó lại rất là nhiều nhóm chất, anh ấy muốn mình phải gõ mạng, tinh dầu nói chung nhưng mà chất ra như nãy nói nè, tinh dầu nhưng mà nó gồm công pho là một này, cái gồm chất là vinen là hai nè, cinnamon nè. Mình, không có nói nào độc nhưng cái bản thân cái tính của cái đó nó độc, độc ít thôi chứ không phải mà độc chết người. Còn nó tinh dầu nói chung thôi, ví dụ cái é tía thôi tao biết không, nhu á, linh hương biết không, nó có tinh dầu nói chung nhờ ơ chi tao nó nhiều lắm. Tinh dầu nhưng mà còn ơ chi non thì rất nhiều chất mê tin rồi ơ chi non luôn, không mấy chục chất luôn, có nhiều loại. Cái quế cũng vậy ha, quế tinh dầu quế nhưng là tinh dầu nó khác. Tràm cũng vậy, tinh dầu nói chung nó thơm đặc biệt đó, cái sản phẩm nó khác nhau thì tinh dầu nó khác nhau không biết nào. Quế cũng có tinh dầu nhưng mà tinh dầu có tinh dầu ra có giá trị nó rất là khác. Tinh dầu nói chung thôi ha. Rồi dùng ngoài á, lượng vừa đủ tám bột trộn với dầu hoặc là cồn, này nó dễ tan trong cồn á. Còn dùng phối hợp trong thuốc hít á, thuốc xịt, viêm mũi, thuốc uống và chữa ho khan. Nhưng nó cầm kho ha, dùng cái hít ha. Thuốc kho ta cũng dùng lượng nhỏ thôi, nó thông cổ, khai khiếu mà, thông cổ họng. Thì ta mua lông não, ta mua dạng cầm kho này, nó bột trắng, nó chứa mình xem á, ta bán cho mình cái đó. Thì dùng thuốc dùng ngoài cũng được, dùng trong phối hợp thuốc dùng ngoài á, để xoa bóp đau nhất á, phối hợp với u đầu phụ tử, một dược nhũ hương, nó thêm vậy đó, để hồi nói chung có tinh dầu ôn ấm thôi mà, nóng nữa rồi thì metin salicylat kết hợp giữa y học cổ truyền học hiện đại, metin salicylat rất là nóng, nó cho rất nhiều. Ủa thầy, có một số loại rượu thuốc á thầy, cái loại nào mà mình xài nó rất là nóng nhưng mà hồi nó lại lạnh thầy, hay là cái nào cũng vậy thầy, cái nào xài nóng hầu cũng lạnh thầy? Không, nó tùy theo tính chất. Ví dụ tinh dầu bạc hà này nè, ta dùng nó nóng cái rất là lạnh, đặc biệt tinh dầu bạc hà do cái tính chất của tinh dầu đó. Con con kia em nói không biết cái gì mà phối hợp thành phần trong đó thế nào, nó biết được cái tính chất của nó. Cái này đặc biệt này, thời gian nó rất lạnh cho nên là ít cái người dùng này, bản thân tôi ít dùng này. Nhưng mình nói cơ sở vàng thì nó ống nó ấy,
uống chốt tinh dầu quế này kia, còn này ra biển nó gì có thể là bơi hơi quá nhanh chăng không biết, đúng không? Bây giờ con tôi này bơi rất nhanh nhưng cái tính chất là sao đó, tại có chúng khác nhau mà con tôi này nó phải có cái không có nhau gì nè, cái dòng sáu cạnh này. Em có nhớ bộ hát là gì đây, hai nhóm quên rồi ha, khác nhau thì tính chất nó khác nhau. Rồi ta ra vị mã tiền, dưa liệu có độc tính mạnh nha, phải chế biến đúng quy định trước khi dùng bún. Đây là bộ phận dùng cái hạt, nguyên cái hạt mã tiền, như là tiền hay đặt tên là mã tiền đó, chính là trichin và leucin. Và cái trichin là độc nhất, quyết định tính độc của mã tiền. Nó bị đắng và tính nó ôn, đại độc nha, độc A luôn á, giống như phụ tử thế thì đại nhiệt không, nó dữ dội, nó hàng đầu cho nên mới dùng hồi dương của mình được. Còn cái này tính là độc dữ lắm, mới đại độc. Còn cái kia có độc nhẹ nhẹ thôi, độc nó không phải là chết người nhưng phản ứng gì nó bất lợi cơ thể của loài độc, còn tác dụng phụ mà nó hơn cái độc nên. Còn đại độc luôn nha, quy kinh can tỳ, còn thuộc lòng nơi cái nhóm này nó không có quy kinh nào giống nhau thôi. Mã tiền chưa chế thì dùng ngoài thôi, để xoa bóp trị đau nhức khớp, giảm phong tắc nhức mỏi chân tay. À, như cái thọ, ta không dùng mình nói đâu, dùng nhiều thứ để hồi, nhắc lại những nhũ hương. Ta đọc mấy thuốc ta thấy một dược, rồi u đầu, hoặc là phụ tử. Cái thứ hai kết hợp nhau, nó thành cái công thức rồi, nghĩ đến nó là phải công thức là vậy. Còn tùy nên chúng ta gia giảm thêm để phong phú thêm, ha, phối hợp thêm. Mã tiền chế thì quá trình chế biến gì đã làm giảm độc tính rồi, thì có thể dùng uống trong trị phong thấp nè, tê bại liệt đau nhức dạng phong thấp, nhức mỏi chân tay, đau dây thần kinh, sưng đau do sang chấn, nhọt độc sưng đau. Liều dùng, dùng ngoài thì thường phối hợp với các không để được dùng, dùng ngoài thôi. Thường phối hợp với các vị thuốc khác như ưu đầu, nhũ hương, mộc dược, dùng dưới dạng rượu xoa bóp dùng ngoài. Thì dùng uống thì cái liều nó thấy tôi cũng biết đây, chủ yếu giới thiệu để dùng ngoài thôi. Uống này cũng nói chung mấy bác sĩ không kinh nghiệm ra cũng hạn chế dùng, nó đồng tính phức tạp. Mộc dược hay mộc dược? Mộc dược. Dạ. Đó là một loại nhựa từ cây nha, một dược nhũ hương, ta học bọt và học biết gì biết cái phải học thuốc đó, cho ta xem biết phải học thuốc hay không, dùng lỗ đầu phụ tử cái tập quế cái gì đại hồi đó, thành người thuốc mới hay nha, phối hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau. Không nóng nữa, tôi cho mê tiên sinh chi lát. Và giờ không nóng á. Mà nó ra tôi ngâm trong cồn. Mấy dược liệu đó phải được xử lý thành phiến, thành bột thô, ngâm trong cồn. Thời gian là nó ra, ta lọc, ta lấy cái gì đó, đúng không? Sau đó ta mới pha lên cơm pho, ta ngâm cồn như thế, phối hợp sao, mấy kia ta mới qua quá trình ngâm cái rượu trước ha, hoặc là cồn trước, chiếc lấy vật chất trong đó chứ không có nấu. Nấu nước nó bay hơi tinh dầu á, cồn thì nó tan trong đó, nó dần giữ ra mùi thơm. Tiếp tục vị thứ tư, ô đầu được túng mạnh ha, dùng hoài không được uống mà không có ô đầu chế nha, chỉ có phụ tử chế thôi, nên là củ nhánh của cây ô đầu á, chứ không có cây phụ tử. Ngọt thì hiện tại ta đặt tên vậy thì mình chịu vậy thôi, phụ tử là củ nhánh của cây ô đầu. Rễ củ á, rễ củ mè như nãy dễ rồi đó, rễ ô đầu, còn củ nhánh là phụ tử. Anh cao lớp 9 là aconitin á, aconitin trước kiến cho xem rồi đó, phân hủy ra hai mức đó, benzin nữa,
gì đó, rồi sau nó cắt cái nhóm nó ra là cái aconin ấy, tạo tân aconitin nó giảm xuống trong một phụ tử á. Còn bắt đầu thì nó không có chế gì hết, đi rửa sạch thôi, sấy khô thôi. Nếu là ngâm rượu thì phải tán thành bột, bột khô khô thôi, chứ bột mịn á, bột mịn là rất mịn, rồi bột khô nó vỡ những cái nhỏ nhỏ ta mới ngâm rượu. Nó là một vị thuốc độc tính mạnh nha, vị cay ngọt và tính nhiệt. Còn ô phụ tử ghi đại nhiệt, còn đây ghi nhiệt thì thôi, tại vì ghi nhiệt thì ngập nhiệt. Công năng là khu phong, táo thấp và khu hàn. Do độc tính mạnh nên ô đầu chỉ được dùng ngoài để xoa bóp, trị chân tay nhức mỏi, đau nhức khớp xương dưới dạng rượu thuốc thôi. Rượu thuốc là dược liệu được chế biến sạch hết rồi, làm phiến rồi, tán đôi nhỏ vậy rồi còn để phiến. Ta ngâm thời gian nào đó ta lấy nước một, cái vả còn lại cho rượu vô ngâm. Rượu có thể là 45 độ. Trong bào chế thì ta dùng cồn, cồn trong nhiều trong mình dược á, có thể là nó thích hợp trong 60 độ thì ta ngâm 60 độ, tùy loại nha. Rồi ngâm lấy nước hai, thời gian có thể lúc đầu ngâm 15-30 ngày để tùy mình. Thời gian nước hai thường ngâm ít hơn, thời gian ngắn hơn lượng rượu ngâm ít hơn cho nó gộp chung lại, để lắng, rồi lọc, rồi ta pha gì thêm đó. Thì ta muốn ra bao nhiêu một ký, tất cả dược liệu đó ra bao nhiêu sản phẩm thì ta điều chỉnh, điều chỉnh bằng nước chín cho nó nguội. Ta muốn độ còn bao nhiêu đó, độ còn như nước thì đâu được, nó lâu bốc hơi mà, nó không mấy mươi độ để cho nó khô được. Chứ mà ít quá thì nó lại lâu bốc hơi, tại vì độ còn càng giảm thì nước càng nhiều, đúng không? Còn 40 độ ta hiểu là 40% cho ta lên, còn lại 60% là nước á. Chúng ta hiểu này không? Học vừa vừa nghe phải hiểu á. Em nói lần nữa đi cho dễ hiểu, tại khi không mới xuất xuất. 1000 ml còn thì rượu đi em. Đế là cho mình dễ hiểu. Bốn mươi năm độ, nhưng mà dân từ ra về công sách tôi đây hay dùng 40% ethanol, chứ nghĩa là ethanol trong đó đó 45%. Tính từ ml thì nó là nhiêu? 400 không phải tính thôi nè, tính nhiều không được, nó tính theo độ, nó chứa phần trăm trong đó, còn nước thì còn lại là 55%. Định nghĩa thì rượu vậy, còn thì cũng vậy, còn 70 độ ta muốn xếp trùng, ta dùng hơi ethanol, nó dùng còn 70 độ. Trong đó thì nồng độ ethanol, ethanol 70%, còn lại nước 30%. Chúng ta hiểu độ chưa, phần trăm không? Hay nói độ như quy về phần trăm như vậy. Rồi ethanol nữa ha, thầy hóa học nhớ lại cho thời xưa ha, thời xưa. Còn này mình nhắc lại là methanol thì mới đọc nha, này là mê kinh luôn á, đọc không chữa được, cấp cứu không được luôn á. Rồi phải hết sức thận trọng nha, chỉ dùng các chế phẩm đã được bào chế kỹ và phối hợp với các vị thuốc khác để giảm độc, tuyệt đối tôi sẽ tự chỉ dẫn thầy thuốc. Cứ đa số dùng ngoài vậy đó, cấu tạo vậy đó, có vị cay nóng vậy và nó có những độc nhẹ, cho nên này tôi dùng là tránh bôi vào vết thương hở, vết thương hở ha, khi nó ngấm, nó hở nó ngấm vô độc đó, biết đâu nó hại cơ thể ha. Thứ hai rất là rát ha, cho nên hai phải nhà thuốc phải ghi câu đó, vì tính chất nó vậy. Tiếp tục ha, xong rồi bị u đầu rồi, tiếp tục. Phèn chua còn gọi là bạch phàn, bạch phàn và thanh phàn cũng được, tôi gọi mấy tên gọi nhưng mà tôi sẽ dùng phèn chua. Nó là loại khoáng chất. Như vậy cái phần đại cương ta học là dược liệu là nói chung, đúng không? Nguồn gốc thực vật là chiếm đa số. Thứ hai là khoáng vật, phèn chua là khoáng vật nè,
quạt thạch là một tăng, là quạt khoáng động vật thì như đã nói rồi, nó nhắc lại là khoáng vật, không có của khoáng vật. Nó hỗn hợp thành phần của hỗn hợp nó là muối, sulfat kép, kali và nhôm. Vị chua, tính nó hàn, vị kinh phế, kem thì vị đại trường. Nó là một vị nó như táo thấp, giải độc sát trùng, làm vết dứa. Ví dụ dùng ngoài nha. Chủ trị nhọt, lẻ ngứa, ghẻ ngứa, ghẻ lở, hấp lào, lâm ban, chốc nước lâm chân. Từ phần chua thì dùng trong người ta mới dùng cái phèn phi. Cái vị thuốc gọi là phèn phi. Thì chua biến thành phèn phi. Hồi xưa mình những mấy thầy có dùng, sau này không dùng nữa anh. Tưởng tượng cái chảo ha, phèn cho đây, cái những cục phèn. Đun lửa ha, đun dùng thức phèn này, mở nó. Quá trình này nhiệt vậy đó. Đây là phèn chua nha. Nước nó bị phá vỡ, thổi tinh thể phèn, tinh thể nó lục cục á, cục lớn cục nhỏ. Thì động tác này sẽ đốt thời gian, nó sẽ sùi lên trên. Nó chảy rồi nó sùi lên trên như là bọt vậy ha. Thì động tác này nó gọi là phi, phèn phi. Động tác phi là mất hơi nước trong cái tinh thể phèn, nó biến thành một cái chất xốp sọt màu trắng. Thì bị thuốc gọi là phèn phi. Công dụng cái gì lâu quá không xài, tôi cũng có coi đó thì tôi quên gì giờ sách cho nó, anh chị giờ sách dùng. Ví dụ như mẫu tiết gì chị nói đó, tôi không nhớ thì cũng nhớ thì giờ sách ra, chứ nhớ không nhớ đâu. Nhiều ô thì nhớ không? Chú tứ chuyện đúng không? Tôi phải phát triển như mấy này không? Cho nên trí nhớ mình cũng có hạn. Anh chị gõ công dụng của phèn phi sẽ ra. Cái đó thì cái gì chị dở ra ha, dở ra gì rồi dùng ngoài á, ngâm rửa sát trùng, nó ngâm rửa sát trùng, cho nên mài với uống thì bản chất nó mấy cái sun kali nhôm sulfat vậy, nó làm cho kết tủa mấy chất dơ thì nó thấy đóng dưới, múc ở trên mình xài thôi, bản thân nó cũng sát trùng với ở liều lượng nào đó. Cần phi ngâm bột gọi là khô vàng á, rắc lên vết thương bụng nhọt thì đó là chính. Còn chị bỏ nữa thì sẽ ra một khác. Còn dùng phèn chua thì ta cũng phèn chua thì người ta dùng sắc thành nước ở vết thương mà nó bị giống như là mủ hoặc nhiễm trùng á, ở dân gian đã dùng gì anh nấu phèn chua ha, cho rửa đó, làm cho cái vết thương nó sạch, nó không có bị làm mủ. Cái thứ hai nữa, ta lấy bút ủi non á, bút non là chứa rất nhiều khả năng, nó chát mà, nấu nước sôi ra thời gian khoảng 30 phút, mà cho đặc đặc tí xíu á, bốc hơi nước rồi, ta rửa qua cái làm kêu là xăng xe, nó làm cho cái vết thương nó gọn đi, không có lên mủ. Bút ủi non. Bút ủi non á. Cái này thực tế ha, tôi ở dùng bệnh viện không, nó làm cho xăng xe nè. Bức ổi, cái lá nọc, cái lá ổi non. Ổi non á, nó gần non nó chứa nhiều chất tên anh. Bụt lá xin đồ xiêm cũng vậy, nhưng mà ở rừng nó có xiêm đây nữa non. Rồi đó là nhỏ tôi nhớ vậy đó. Ở nhà ấy là rửa nó không, cái thương nó gọn, nó không bị làm mủ. Nó sắp trùng luôn, nó làm xăng lại không có làm gì nhầy làm mủ. Đó là ở vùng quê nào đó thì vậy đó ha. Còn khi mà bị nhiều quá gì mua penicillin bột á, về rắc không, hai cái thời tuổi tôi nó dùng đó, ở đó dùng rất là mạo á. Còn khi quá đắt cũng chừng, về rắc nó cũng. Anh có dùng không? Có biết không? Không biết. Anh ở tỉnh ở ngoại thành? Ở Bến Tre. Bến Tre không ai? Ở Ba Tri Bến Tre. Nhưng ở sâu trong thôn mà ở ngoài. Ở ngoài. Ở ngoài.
bên Thô Sơ đó. Hồi xưa bà đi Hóc Môn là ngoại thành đúng không? Cũng hơi xa nha. Bây giờ thấy nó gần với hồi đó là cũng là ngoại thành rồi. Chỗ như bà điểm Hóc Môn á cũng là cây cối thì giống như ở quê vậy đó. Có kinh nghiệm dùng cái đó. Không, mình sáng sớm thì khoảng tiếng sau là nó lắng rồi. Quan trọng nhất mình coi nó cái độ lắng nó phèn nó có bị lâu lắm. Lắng thấy chân trong rồi lắng dưới mình xài này. Nhưng phải xác định cháo nó ngứa rồi cái gì, có thể do bị cơ địa mà nó ngứa bị chàm hay không. Nếu mà chàm, cha mẹ chàm, con cũng chàm nó ngứa. Ngứa phải dùng thuốc đó. Còn cái kia nó chỉ là tạm thời thôi. Có thuốc tây đâu hết đúng không? Có thuốc tây không? Từ trái mũ của thầy ờ lát nói ha, không ai nấu đâu. Inoka 15ml á, thì mua chị bôi cho cháu ha. À, mẹ nó bị thì nó cũng bị, mẹ nó là nó kêu bà xã tư bằng gì ruột đó. Nó cháu là từ cái hạt dòng u, hạt dòng u á ta ép ra, ép lấy dầu, dầu để cho nó màu xanh đen nhưng mà nó chưa chế thô, nó tinh chế thì dầu vô tinh chế nó màu vàng. Từ cái cách tinh chế á, tinh chế tốt nó màu vàng, còn nếu mà tinh chế không tốt thì nó màu đậm hơn. Nó tính sắc khuẩn tốt. Và đề tài này hồi xưa là ở viện là dùng chữa khuẩn á, và dầu vô thô này, ép dầu là lấy dầu thô, dùng thô trước. Có ai nghe là đốt dầu mùa khô để chữa viêm lộ tuyến tử cung phụ nữ không? Cái giai đoạn viện nó dùng này. Sau này thiếu cán bộ không dùng cái gì, chỉ còn sản xuất cái dầu mùa khô thôi. Không sản xuất nữa là dùng mua người ta làm. Chứ hồi xưa có một kỹ sư gọi là kỹ sư Trương Kim Thoa, đề tài của chị. Chỉ là cuộc đời lớn của em chỉ khoảng mấy tuổi rồi. Chỉ là cái bộ của viện chỉ thích nữa, bây giờ chị vẫn còn thích. Chị ở Củ Chi chị có đứa em đó, là chị thì giờ chỉ là sớm con thuốc tôi ở chung tôi nữa, cho nên chị cho cái dầu nó giống như em tốt, ở viện cũng tốt, ở viện cũng tinh chế nữa. Inuka là gì, nó lấy từ tên Latin của dầu mũ ha, Inofilum Canofilum mũ á. Lung này cái mấy chữ L ha, cho nên đọc nó từ lấy chữ Ino và K nè. Còn cái này có thể ghi sai nha, đọc thì ghi tôi không ghi sai, tôi đọc thì đọc đúng nhưng mà không, như tiếng Anh vậy đó. Inofilum, Canofilum mà biết hay là từ đó đặt tên là Inoka là từ đó. Là cách đặt tên như vậy cho hơi tây tây tí xíu đúng không? Ví dụ U thì nó không hay lắm. Ví dụ Inoka nên là cho bấm dụ Inoka. Giống như cái melamin,
Melamin là chất độc có hại trong sữa trẻ con á. Melonga thì chị nói rồi đúng không? Melamin là nói lớp rồi. Để trẻ con nó gây bệnh trẻ con bệnh gì nguy hiểm ở Trung Quốc á, sau đó mới đổi tên vì cái sản phẩm này nè. Mel là men nè, amin thì chắc là sẽ amin trong cái mật ong với lại mật ong á kết hợp lại nên đổi tên lại. Mel này là mật ong, thành phần cái viên này là cái bao đường nha. Lông ga này là lấy cái loài của cây nghệ, học cái này là chính, thi còn cái này gì dễ lao đi ha, nhưng mà thêm cho biết để cho biết ta dùng thuốc thế nào. Không mà cái đơn gì bào chế thì ta đặt tên thì mình nghĩ giống như đây. Nghệ là gì? Cucuma. Cucuma gì đó chị, cucuma gì? Lông ga đúng rồi. Đừng bị xấu quá, xấu quá xin lỗi nha. Cũng bị đẹp cũng không được. Lâu hư nét chữ rồi. Cây nữa họ cường luôn ha. Ginzi mẹ đất xê cùng mờ đó thì lấy cái này đặt thì đây là cục cung minh. Kể chuyện nghe chưa, lúc ông khách từ New Zealand thì viện có mua cái New Zealand mà đối tác người Việt Nam mời ông qua viện đang sản xuất cung minh này, thì tôi nói chuyện ông dùng tiếng Anh mà dùng tên Latin là không biết. Tôi không biết, tôi ta tin, tôi không biết đâu. Giới thiệu ổng là để ý là hỗn hợp giữa mật ong là dùng meo á với lại cucuma longa nè. Không hiểu cô kia gì tới cũng dược sĩ luôn, cũng nhanh chứ cucumin. À, ổng ăn ở đây thì cucumin thì nó biết cây này. Cucumin lấy từ nghệ. Bộ nghệ ta uống nghệ đánh bột có cucumin không? Có mà ít. Nhưng tinh chế là loại bỏ những cục nhựa chứ thì đó rồi tinh bột thì ông cũng biết là nó tinh khiết á, nó cũng cái vui ghê. Chứ ông là chỉ gỡ lúng túng của mình đi tưởng như mấy người kia mình biết nên nó tin mình nói tiếng Anh đâu biết nó diễn tả sao được đúng không? Cô Minh nghe à, cứ đang sản xuất cái đó là ông đi tham quan mùa New Zealand rồi xong thành chua. Nhưng mà lá dầu bộ u là bộ lá cây bộ còn dùng trong chữa dạ dày nữa nha. Cho nên là trong thông tư mấy bộ y tế giờ cũng còn á, dùng lá á, folium. Rồi mới dùng cái hạt nó thì bây giờ ép dầu thì dùng trong thành phẩm. Còn lá nó thì dùng folium á. Calophy gì nó biến đổi nữa. Calophyli cái gì không biết. Nó là vị thuốc á, nó được dùng rồi. Nhưng mà trong sách và trong dùng hiện tại thì tại vì muốn dùng thôi chứ những thân khác phải dùng. Trong danh mục của Bộ Y tế như vậy là danh mục dược liệu thuốc thiết yếu dùng các cơ sở y tế, các quận huyện tỉnh thành. Nhưng mà viện thì khu trú là 200 mấy viện thì nó không phải là dùng hết á. Tùy theo thầy thuốc mà dùng. Mình học luôn hết này rồi. Còn lý thuyết là nghĩ như làm ấy. Rồi vị thuốc thứ 6 là vị thuốc cuối trong cái nhóm này. Nhóm này học rất là nhẹ nhàng ha. Sáu vị sa san còn gọi là dân san, không thích thì gọi là xà sàn thử cũng được. Thì quả mà quả chín chứ không, nhưng mà tại sao tôi dùng xà sàn thử, thử là hạt. Học cái sức để kể chị nghe truyền thuyết để dễ làm không học không được. Sức dầu á cũng thơm lắm, thơm đặc biệt, chứa hợp chất cucumin, cumarin chứ. Cumarin là chất thơm, nó cũng có nhân thơm benzen. Mình có nhấn lên cái gì đó quên nè. Học bài mình cũng học cái có bài đó. Mình nhớ là có nhân đặc biệt. Nhớ là cumarin thơm, nó vị đắng, hơi cay, mùi thơm hắc hơn. Tính ôm cũng hơi có độc nhưng mà có xà. Quy kinh thận, tâm tiêu. Nó còn tác dụng cường dương á. Ôn thận, sát trùng, tán hàn. Ghi vậy thôi nhưng mà cường dương nói chung mình cứ kể mấy ông, mấy quý anh nghe rồi ha. Mấy anh với quý ông nghe rồi. Cái này ít dùng đâu. Mà dùng chủ yếu thì dùng ngoài cho chữa bệnh phụ nữ.
chị Điệp Dương, Di Tinh, Hoạt Tinh, Mộng Tinh. Đối phụ nữ thì viêm lớn âm đạo á, âm đạo bị ngứa. Rồi khí hư, khí hư cái sắc nó đỏ lại lẫn trắng. Nó còn dùng trong phân thấp đau nhức, nhiễm trùng ngoài da. Kiên kỵ người thận suy, bốc quả. Hay cường dương không nên dùng. Tại nó tính ôn mà. Nó tác dụng cường dương, người nào cường dương đâu dùng. Cường dương dùng nhiều quá nó quá cuồng luôn sao. Đúng không? Cho nên nó ngược lại thôi. Cái này là có dùng uống trong á. Dùng uống là ngày 3 gram và thuốc sắc. Ta phối hợp với thuốc khác. Bác sĩ yêu viện mới dùng sò thận tử đó, trong để chữa những bệnh phụ nữ đó. Dùng ngoài thì có thể nấu nước sông, rửa thích hợp. Cũng rửa mấy người phụ nữ thôi ha. Rửa và uống, cái này có uống nha. Nó hơi có độc thôi chứ không phải được xếp trên một độc. Ở cuối bài nó có thông tư mấy độc lên cho điều tra đó, nó có những người độc. Rồi có truyền thuyết, sò thận tử thì có truyền thuyết kể rằng cái này tôi nghĩ tại sao đặt tên nó vậy, nó hồi xưa ông quay làng đó theo mình đây bệnh qua sà á, nó là dây dây cây thảo mềm ha, nó dĩ dài nó giống như nó ngã đó, nó phải leo mà nó mềm nhưng mới cứng, nên là cái qua đó ha, đặc biệt ở chỗ này nó có những cái lá rất đặc biệt, lá nó xanh luôn luôn màu xanh ha. Rồi cái này sau việc coi thôi, ở công việc còn cây đâu để cho coi, còn tôi chỉ cho lớp coi. Chứ hình coi cũng không rõ đâu mà mình biết nhận dạng cái nó như qua màu sắc này nè. Vì có chồng bây giờ còn không, em làm vườn cũng nghĩ là bây giờ còn, nhưng mà nó cũng nghĩ theo. Cây lông não này, đúng rồi trái, nãy nhìn nó trái giống trái gì, trái nho. Đó, nó màu, nó mới đen, nó mới xanh, nó màu gì. Tên gì tả đây nha. Rồi ta chiết xuất đó, chiết xuất là dùng nước rồi, cất đi nước, cho nó tập kết tinh nó, tinh chế nó ra này. Đặc biệt sinh thể nó vậy, giống như đường nha. Còn mông tôn này, tinh thể này khác, nó có tinh thể thành kim. Rồi không sao, rồi chiếu lại mới chiếu rồi. Đây là bạch hoa xà ha, cây đuôi công á, lumbago gì đó ha, chứ không phải là cái hediotis, không phải là hoa xà tuyệt thảo, hediotis đi phục sang cây này là lumbago, dùng là realis, e, podium, lumbaginis anh đã giới thiệu thì cái này, bạch hoa xà cây này nha, qua màu trắng ha. Theo là công minh này. Nếu bạch qua xà không mà ghi nó còn tên là một vị thuốc là con rắn đó nha. Thì nó ghi tên Latin như vậy. Nếu bạch qua xà nó cũng là thuốc, rắn cũng là thuốc. Cho nên bạch qua xà chị gõ đi, rắn bạch qua xà nó sẽ ra. Còn này ghi ra đít thì luôn bị con rắn không phải nó qua rễ và qua lá nữa đúng không? Nó phải ghi ra vậy. Nó còn mục đích nữa. Xác định nó là nó không phải cái khác. Cho nên là nói này qua xà tên mùa rắn, thanh xà là bạch xà đó, mà con rắn này chắc màu trắng mà có hoa sao? Ơi gì đó tôi coi nó thiệt á, cho nên là nó phải ghi vậy. Qua xà đuôi con qua trắng mà rắn đó là được vật. Rồi là lông não à, cây nữa nè, lá bóng lên cũng bị mất ha. Thôi chị về xem là để chúng cho chị xem cái lá nó biến ấy mà nó lờ sẽ rõ ràng nha, gấp cái lịch là thôi về coi anh. Rồi em mất tiền anh lớn em cũng lớn ra xem thôi, cái này xem được rồi ha, nhỉ quá trời với mấy đồng tiền á. Cho nên đâu là mã tiền. Nó mấy loài được nha. Đó giống đồng tiền rồi đó. Chỉ đồng xu nha, chứ không phải tiền giờ. Đồng xu hồi xưa mà không có lọc. Rồi, ta nhận dạng nó vậy. Rồi cây này có hình trước rồi đó ha. Cổ này củ cái nè. Củ cái là ô đầu.
đây cũng nhánh là phụ tử qua nó gì đó, nó có hai loại luôn á, loại Trung Quốc và Việt Nam. Có thể là đây là người ta bán cho mình nè, tôi mua chụp cho anh chị xem ở viện mua thì chụp hình anh chị xem, rồi lấy hình lấy trên mạng á, cái này nó chưa khô nên là còn nó đen đen nè, nó cát luôn, tùy dùng mà bổ đôi ra thấy gì á, cái này ổ đầu khô vậy, phân biệt sao là ổ đầu và ổ đầu đâu. Nó có gì khác, cái này u phụ tử thì nó dài lên cái đuôi đó, cái hình dạng đó, nó có khác đó, tại vì chứ không phải giống, nó không phải từ bò cầm giống nhau đâu. Không có mùi đặc biệt, nó có tinh dầu, có mùi, nhưng mà nếu nó sẽ thấy tê tê lưỡi. Này thì chè lấy dao chặt nó ra, cái ra vậy, ta cho người ta xem nó trong đó. Thôi đó bị mua. Là phần chua này có thể là tám thành một bệnh vậy nè, cái này có thể là dùng như cũng dùng mày nói phần chua là dễ rồi. Sao trần tử á, này qua tám nhìn nhìn thấy không, tám dù á, cái hạt này nhớ là cái hạt nó nhỏ hơn tiểu hồi nha, nó tiểu hồi nó cũng có cái khía khác nhau mà cái mùi nó khác nhau, tiểu hồi nó thơm dễ chịu lắm, cái mùi này nó dễ lớn này chứ nó có 5mm nè, nhỏ xíu à. Bề dài đó, chứ đường kính nó nhỏ lắm, nên nó nhỏ xíu xíu rồi. Đây là bề dài đó. Cho nên cái tiểu hồi nó to hơn, còn nó màu vàng, còn này hơi nâu vàng. Còn mùi nó khác nhau. Chứ không giống đâu, chị nó quan sát là để. Rồi trong bài nếu có thì xem có thông tư 42/2017 á, là xem như một vụ đọc rồi sẽ cung cấp cho chúng ta xem á. Rồi còn thời gian học tiếp chưa nó đi, chuyên sao nó dài quá. Chuyên này hết rồi ha, thêm một con tường thấp. Mấy chuyên sau này dài, tiếp. Rồi, em sẽ học với cô con tường thấp. Hình này anh nhìn thôi, chị, ai có lớp lá lớp. Rồi, lá lớp cuốn thịt bò nướng rồi là ngon rồi ha. Lá lớp về nấu canh với thịt bò bằng của con, đúng không? Hơi nóng thế này, tính nóng, giống lá cầu. Gần giống lá cầu. Tên nó rất là nhiều, nhớ mà Bibe Lulu. Tên học tên cái này là dễ nhớ. Nó có chung họ lá trầu không thầy? Cùng với trầu, trầu. Chung với trầu. Bibe Lulu. À giống pepper. Lá lốt tiêu. Còn trầu cùng với ngọn tiêu đó. Bibe Pet Lulu là như vậy á. Tên là trầu không. Còn bi ve gì đó thì là hồ tiêu ha, bít trâm hay gì đó, nó cùng ngọ bi ve đất xê là dây leo, lá cũng giống nhau ha. Tiêu lớp cũng vậy luôn nha, lá lớp tiêu sổ và tiêu lớp cùng ngọ đúng không? Cho nên là vậy nhớ họ đã học ra tên đọc tên này quá vậy nhớ lá lớp và bi ve luôn lớp còn mua buồn. Ở quận Bình hồi đó đi vào đó mấy ngày dầm mưa mà cho ăn món thịt bằng cái lá lốt nè, ăn cũng ngon, tôi rất thích ăn. Ở nhà mới ăn cho lá lốt bò học thuốc rồi nói ăn luôn, nó chữa cái phần cửa phong thấp luôn á, phong thấp chất đạm. Hồi đó đi ngày mùa mưa ví dụ bệnh như là có bốn triệu mười và bốn triệu bốn bình, tôi đó mua khối đất rồi dùng tự nó mưa dầm mưa về rồi nó đi công tác xong thì mưa quá không có thời gian đi coi cái động chi sơn sơn đường hả? Sơn đầu hả? À nó đẹp lắm mà không tiếc không có đi coi được. Tại mưa thối đất mình. Đúng rồi. Đi làm ấy xong rồi còn thời gian lại mưa rồi lại thôi tiếc quá hẹn anh lần sau. Rồi lâu lâu mới đi với mình. Nhân dân đó về đó giờ cũng gì hưu rồi cũng. Cũng mình gọi điện thoại lâu lâu rồi mới gọi anh gọi vừa bác sĩ Dũng anh nhưng mà ông ngồi người rất hay cha hay lắm dễ thương cũng được. Rồi vô bài phu phong tiểu thấp hai vị phu phong thấp là thuốc mà nó phát tán phong thấp tức là nó phải tính ô phẩm gì đó để nó trừ cái thấp gọi là có tác dụng thấp, nó có tác dụng là chỉ thống làm cho khí huyết lưu thông
cơ khớp co duỗi dễ dàng đó. Có thể là bổ can thận, mạnh gân cốt, dùng trị cấp chứng đau do phong hàn tắc tí. Cái phương pháp mở hàn nhưng phải nhiệt. Phương pháp nó có thể nhiệt nữa ha. Thì đến đó rồi, để nhiệt, để tí và phong, phong hàn rồi để nhiệt tí nha. Biểu hiện ra các chứng khớp mình đau mỏi ha, khớp xương gân cốt đều đau. Nó có xương nóng để đau, đỡ đau đi kèm hoặc là không ha. Cơ khớp co duỗi nó khó như trên nói. Lưng gối cũng nhức mỏi, chân tay tay thấp, tay bại. Thì do thấp, phong hàn thử thấp, táo quả làm, nãy nói là lục khí đó. Trong thiên nhiên đó, nó biến thành cái tác nhân gây hại cơ thể, gây bệnh như là lục dâm. Hai cái từ đó nó biến là đi dùng vỏ độc ra để đầu ra. Phong hàn thử thấp, táo quả lúc là cháo, lục khí biến thành tác nhân đó là cái tác nhân gây bệnh thì là gây nên lục dâm. Nó còn có thất tình nữa nha, thất tình hòa không phải thất tình người yêu bỏ đâu. Cái gì em nhớ không? Hỉ ái nố gì họ nhồi nộ ai nố gì đó à. Đúng rồi, cái thất tình thì cứ dừng lại nha. Nó tưởng là ủa sao mà có thất tình đi nữa, bảy tình huống nha. Cái thất tình hòa họ cơ thể sao để không có bị rơi vô cái đó ăn vui quá cũng không được đúng không, sợ quá cũng không được hết, khủng mà nữa. Khủng mà sợ quá thì hại hại thận, khủng quá thì can đúng không, nộ rồi can, giận quá giận tức ghen luôn á, giận cành hông luôn, hại can giận lại can. Rồi khi sử dụng thuốc không trừ thấp cần chú ý phải phân biệt tính chất hàn, một là nhiệt hay thuốc bị thuốc để chữa các bệnh phong hàn thấp, viêm đa khớp ha, và phong nhiệt thấp. Ta chia là thấp nhưng mà khởi phong hàn hay là nhiệt đó ha. Phong nhiệt thấp thì thấp cấp tính, viêm khớp có xương nóng đỡ đau, phong hàn là không thấp phong nhiệt đỡ đau. Tùy theo nguyên nhân, tính chất, vị trí của bệnh cần phải hợp với thuốc hoạt huyết để giúp bị ứ tắc mà hoạt huyết để chống xương đau, bị ứ đau. Và có thể kết hợp thuốc lợi niệu nặng chân tay, nặng người nặng chân, người có thể mà nặng chân đó, giống như phù vậy đó, bị thấp ấy vô, chứ không phải là phù do thận. Để mà giải trừ bớt á, xương phù vân vân. Tính nguyên thuốc khu phong trường thấp phần lớn là táo nóng, tức là nóng á, nên cho những người âm hư, huyết hư khi dùng cái sức vận động. Rồi chị đọc ha, rồi đồng trên này để cương thân. Ta vô vị thuốc, ta học vị thuốc độc hòa, độc hòa là vị thuốc bắc, thuốc này mình nhập Trung Quốc, mình chưa có trồng được. Vậy anh chị có nói tại sao mình không di thực trồng không? Thuốc bắc mà nhập nhiều lắm. Anh chị có đặt câu hỏi tại sao không trồng không, không nghiên cứu trồng? Nhà nước không đầu tư thì có đầu tư, nhưng mà trồng ví dụ nó vẫn lên cây, nó lấy rễ nó vẫn lên rễ, nhưng mà thành phần vật chất nó giữ cái việc tinh đầu độc hoạt của rễ phải chiếu nhiều trăm không đạt được đó thì không làm thuốc được. Cho nên từ hồi tôi mới giờ mình dược là đã biết vấn đề di thực nữa, nhưng hiện nay có một thuốc cây di thực thôi rất ít, là do mình trồng nó là nó phát triển được nhưng mà nó không đủ tiêu chuẩn làm thuốc, cho nên là không di thực được. Là vậy có nghiên cứu nhưng mà nó không nhiều, không đạt được đâu được, cho nên mà phải mua đương quy. Di thực được rồi ha. Hết đó, biến động của tay. Đinh quy này là đinh quy bắc đó nha, bắc đinh quy á. Angelica này sinensis á. Nó có loại đinh quy khác nữa, đinh quy là đinh quy di thực là giống Nhật Bản, tên khác, Angelica khác nữa ha. Đây đinh quy là quy bắc đi, dễ dễ biết. Cái loại đinh quy mà đinh quy di thực đó. Rồi quy di thực luôn đi, giống như có những Nhật Bản tên đó là Angelica, mà cái loài nó vẫn chưa thuộc thôi, có nhớ
nó rễ, rễ con nó nhiều lắm, nhìn là biết liền, thơm khác. Rồi ngũ tốc mình có gì thực rồi hả? Sắp bắt á. Chi trên tết thì bị ta đó, ngũ tốc đó. Chứ phải thì cái cầu xước là chi trên tết. Tết gì ta? Sao giờ già hay quên á? Chút nhớ giờ quên. Cái gì nữa ta? Bạch chỉ. Chỉ Angelica, Naunica trong cái bài đại cương nếu mà còn thứ nhất mà chỉ giúp Angelica không biết là bạch chỉ đường quy đó. Khác nhau là Angelica Sinensis thì đường quy, còn bạch chỉ Angelica Duharica đó. Daunica. Rồi chị giờ bài xem mình biết. Nói chung có mấy loại rồi biết rồi. Rồi tục mình nhớ cả chị nghe nó mà chưa tới điểm mà chưa hết hoàn tài có mấy cái này. Thì di tục không đủ tiêu chuẩn làm thuốc. Như vậy đồng quả nó cùng chi nè. Angelica luôn á, đúng không? Vubesan. Đó nó cùng với họ đương quy lại bạch chỉ là cùng với họ ABSC họ qua tán thi thêm cái cây này hay dùng á, cây này Việt Nam mình có mà thi thêm làm thuốc á, thế đúng rồi cây cướp lợn và con người cướp lợn kia nữa ha, cướp lợn còn gọi là cây cỏ hoi để chữa viêm mũi nữa ha. Rồi tin này biết là em khương hoạt. Ta dùng thân rễ và rễ. Tên ta tên cái quạt này nè. Noto. Noto Terizium Anisum. Thì tên tác giả ha. Đó là giờ coi là người thương là biết tại sao tôi biết cái tác giả. Nó có loại thương quạt rất rộng đó nha. Và cùng họ nha. À. Như vậy là nó thuộc chi khác loại khác đúng không? Nên nó cùng họ nhưng nó có nhiều chi khác nhau. Chứ không phải có một chi, rất nhiều chi. Tùy loại. Đó lớp mình á Vipendolos nè. Nhưng mà nó biến thể là trùng toàn thân, nhổ lên là cả rễ, cả thân, cả lá xài hết. Cho nên dùng cái hơpa là vậy ha. Đây cũng dùng nguyên cây là hơpa nè. Còn dùng rễ trong radix nè. Còn này rễ và thân rễ. Đây biến thể. Đó, biến thể là Vipendolos CDC tên tác giả, cây họ bồ tiêu BRC. Đó lớp đầu không mà tiêu sọ rồi tiêu lớp rồi ha. Tiêu lớp nhiều lắm, đang thấy mùi nó ngon. Thực tế cũng ta làm muối ta bán thị trường luôn rồi đúng không? Ai thích ăn nữa. Tiêu lớp là cái dài. Nó cùng cái BB hết nhưng mà khác cái chữ đu sao này ha. Rồi ngũ gia vị chim chim. Nó có ngũ gia vị gai nữa ha, ngũ gia vị hương nữa. Mấy loại rồi. Tên là tên khác nhau mà ta học lên mỗi người chim chim là thường dùng cái vỏ thân của cây đó, thân và cành, vỏ cành phải lớn. Cái Pantaphylla cái là nó lá nó có 5 cái giống cái cây mà ngủ vào việc ta trừ mũi không? Lá nó là 5 chia ra, cho nên Pantaphylla là nó 5 cái lá. Cái kiểu nó vậy đó. Cái cây trừ mũi đó là tên là gì chứ nó nói mọi tôi cũng biết được ha. 1, 2, 3, 4, 5 thì nhiều không? Cái 5 lá đó cái phần tay nè chiếc băng ta là 5 phi la nghĩa là 5 cái lá. Ngũ gia vị có ngũ gia vị hương, ngũ gia vị chân chim, ngũ gia vị gai. Nhưng ở viện hay xài ngũ gia vị chân chim hay xài lên nào xài á. Ngũ gia vị chân chim ở viện mình có trồng không thầy? Phải cái đó không? Không xác định được đó. Cái ngũ gia vị lưỡi mũi á. Dạ. Trong đó là, tại vì cũng không có thời gian để xem nó mình mới xác định đúng không. Chứ tên nó gì không biết lời nào chưa đã nói nè. Nó là vương hay chân chim hay là gì không thấy. Nhưng mà chủ yếu là mình bỏ thực tế thì để trên mạng cho ta xem thôi, đâu có thời gian để mình xem thực tế thế nào đó. Chỉ có biết là cái còn dùng nó thôi, không thấy nó. Hương quả là cũng gì luôn, nói chung không đấy. Đầu quả là cũng không thấy cây tươi nó bao giờ. Tại Trung Quốc qua mình mà chỉ thấy cây khô thôi. Cây tươi đó mình lên mạng mình lấy một cái nguồn mình tin cậy và có chiếu nhiều tài liệu mình lấy thì phải lấy hình cũng chật rất là như người trước khi thêm chiếu ta xem á, lấy cây
cỏ hôi để dưỡng kim son azidatum á, azidatum corizoides, cái đó nó hoàn toàn khác cái này, cũng ghi là cái cước lợn, ghi thêm cước lợn, cái cỏ hôi cước lợn nó khác nhau, cho nên là rồi cái này nhiều quá ta, phong phong rồi nó họ 38 đồng ăn, đây là tôi còn dùng kế đồng ngựa, cái ngựa Việt Nam mình trồng á, trồng cái quả như là lúc trước á, nên tên học á, gọi điện tên kế đồng ngựa, nó cây họ cúc, qua nó màu vàng, nó cánh cũng vàng cũng dễ thương á, dễ trồng, tan ký sinh, rồi tan ký sinh dùng toàn cái thân nó, nó lấy từ cái cây trùm gửi này nè, Lorentus cái loài này nè, Varasitilus này nè, hoặc là Tarsilus Varasitilus, dấu bằng nghĩa là hai cái tên khoa học đó được công nhận, có thể cái tên trước là tên này, sau này ta không mô tả tên này, nhưng mà nó dùng chung song nhau, nó dấu bằng, nó đều chữ đồng nghĩa. Như ta thấy cái xin này nè, cắm synonym á, dấu bằng đó lúc ta không dấu bằng thì ta dấu chữ xin là được thừa nhận ha. Họ tầm gửi Lorotaxe sống trên cây dâu tầm. Cây dâu tầm là Morus alba, mà dâu tầm họ Morotaxe. Nghe nắm chưa? Cây tầm gửi này nè, tên ở đây mà nó sống cây dâu, cho nên là nó dùng toàn thân đó. Được tới ta bán tân gian u lòi bị lớn nè, ta lấy ta chặt luôn ta bán. Cái dự điểm nó quy định không có, cái cành nó vẫn to khoảng nào cũng tay cái thì thôi chứ không có được lấy, nhưng mà nó nặng tí nên ba về cái loại bỏ ra hoặc là trừ họ, họ trừ cho mình trừ hao đâu đừng thuốc đó nó đâu có cái gì. Rồi cần dao bị thuốc bắt á, nó có mấy loại này. Đây là một đây một loại á, tên tia này một loại nữa, cây này nữa, tên tia daurica ba loại cùng đồng thuốc trong điều kiện có ghi. Cho nên mỗi loài hình rễ hình dạng khác nhau chứ không phải giống nhau, không sát kỹ rất là khác nhau. Còn bỏ lông đỏm ha, Xanthianaceae, thiếu niên kiện dùng thân rễ như là Rhizoma, tên Latin biến thể của thiếu niên kiện là cái này, mà dùng cái rễ thân rễ nó thôi thì ta viết chữ này, viết là bộ phận dùng á, cái này họ rái, cái rái mình á, cái rái nó ngứa đúng không, nó rái trừ ma đó. Rồi cây bán hạ nam của họ rái, cây mút gai chị biết không, mút gai cây nó có gai mà ta giữa bị gan sơ gan vùng uro wow, cái đó nó có gai gọi là mút gai thì nó cũng mở rất xê là cái rễ nó không quen mà gai không ạ. Gai cho tủ nó thường đốt mà nó có gai, lá không có gai, cây này thích ăn nước, nó có dùng quê mới có anh, dùng có nước đó, dễ lông có nhiều lắm, gai nhiều lắm anh, muốt có người có sách từ cái mớp, gai, spirura gì đó, quên rồi, nó trị gì gan chứ thầy, trị gan sao? Chủ yếu là tôi nói sơ gan hỗ trợ thôi, chứ chủ yếu là dùng gan mật, ta kết hợp với uro nước đó, kết hợp với cây quao, lá quao, chị biết lá quao không? Chứ mà đầu tạo của cây bị chết rồi, lá rất thơm, quao uro, rồi cây có mùng trâu nữa, lá mùng trâu, nó có sản phẩm hay là vì dưỡng gan á, hoàng dưỡng gan gì của cơ sở Ngọc Liên ở chỗ Tiền Giang ở đâu ta, mày biết không, không uống hả, có giai đoạn nó độc rộ lắm, tiêu phong dưỡng gan, sản phẩm tiêu phong dưỡng gan, và đó là trong đề tài nhánh nhà nước ở viện có dược sĩ Trễ, Trần Văn Trễ như cái Củ Chi ông hôm nay cũng là đàn anh của tôi tham gia mấy dược sĩ đó, như là tài nhánh chuyển dạng bào chế từ vận hoàng nó sang cái trạng nguyên nan để tài nhánh của cấp nhà nước tiêu phong dưỡng gan cơ sở Ngọc Liên, nó có đơn giản như hôm nay cũng hiệu quả mà rẻ.
giờ bà rái thì trong giờ đâu quá, chúng ta học tiếp 10 phút nữa hơn nó ngủ thì nghỉ nha. Dùng rễ thôi, tinh dầu cumarin nó thơm đặc biệt lắm á, mùi thơm nó đặc biệt, chúng ta quen nó thì biết liền. Tự quy nó khác, mình chỉ cho bác cái này quen hay nhắm mắt cũng biết được rồi, khỏi cho nhìn á, có gì thì quá quen mùi rồi. Nếu như mùi gượng vậy nhắm mắt chị biết không? Biết thì vậy đó. Rồi tôi nhận dạng ra em nó sao hay vậy? Bây giờ quen quá thì giống như em biết cái gừng nghĩ dữ hết vậy hả? Nói được đâu còn nhìn. Vì bên cạnh này ngoài này có cây dưới thì tạo ra. Đúng rồi, cây dưới. Cây đó là cực kỳ hay luôn. Thì quen để lại. Rồi vị đắng nghe, tinh dầu là vị đắng và hơi cay. Đắng và cay để tính ôm. Tinh dầu tính ôm rồi. Quy kinh cam thận ha. Trong cái nhóm này cam thận để lên trên để chúng ta dễ học, nhớ cam thận nha. Nó là vị thuốc khu phong trường thấp trong các đơn thuốc mấy bác sĩ đây cho thông tí nha, giữa đau về thấp là giảm tí nha. Thông tí là nó dễ thích cho nên để cho phong hàn thấp tí, để chữa chứng phong hàn thấp tí nó đau ha, mà lạnh nha. Thấp lưng đừng gối đau, phục phong đầu thống. Tiêm tự là gì thôi á, là đau lạnh luôn á. Phong hàm nó hiệp, cái cột cũng như thấp để làm đau đầu. Thiếu âm đầu thống, ta có học cái từ nào nhưng bị túi rồi đó, dễ ra thiếu âm đầu thống là đau mà. Đau mà do hàm nó không có nhiệt. Liều dùng từ 3-9 răng, ta dùng phối hợp trong đơn thuốc á. Kiên kỵ nè, do nó tính hơi ôn á, cai ôn cho nên quyết hư hỏa vượng. Vậy khí hư không có dùng à, để làm sao lớp phó trả lời bài mới có cái trình tự đó. Thì thôi cho dễ 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 cái một bê cho xem á. Phụ nữ có thai thận trọng, mình lớp phó đọc không ta? Lớp phó bắn nè. Nó bị kinh can thận bằng quan. Dạ, mạnh. À, dạ, mà nhiều quá mình nhớ. Vì thân thời gian tôi dở ra coi á, vừa lục á, nhiều bài này dài quá không kịp. Có một số từ chị dở ra, nếu là có thì chị gì đó cho ông ta ha. Còn nó sẽ đọc đây không có thời gian. Xin lỗi, gọi thì... Trên mặt đất á, mình toàn thân bỏ cái rễ đi. Chứ tinh dầu, nó chất mà lưu dưới tắm, đặt tên là Dahurin. Đặt tên vậy thôi. Nó bị đắng, tính hàng. Nó có tinh dầu nhưng mà tinh dầu rất là ít, không có mùi thơm đặc biệt lắm. Quy kinh can thận, vậy nó giống chỗ quạt cọc quạt á. Nó cũng trong nhóm phong trường thấp mà, cho nên là trừ công tấp. Nhưng mà nó thanh nhiệt. Tại vì tính hàng nè. Ở trên thì không có tính thanh nhiệt được, tại vì nó nóng thì thanh nhiệt được. Thanh nhiệt đó là làm mát. Nó thanh nhiệt có nghĩa là làm mát. Nó bị nóng thì hạ nhiệt xuống, có thể do gì đó. Còn phải nó giải độc được nữa. Khi thêm thì thuốc thường dùng nhé, bác sĩ hay dùng trong mà đau khớp, đau lưng tối dùng khớp á. Nó là thuốc nam rất là hay nha. Khi thêm này thì nam mình có. Nó có theo sách nó tới 3-4 loại. Việt Nam mình có 3-4 loại, nhưng mà cái loại cái cây mà CAGESTIA OVITALIS là dùng phổ biến nhất. Đúng cây đó là sẽ dùng trong dược điển á. Mấy loại kia thì dân gian dùng nên nó khác nhau về lá, phiến lá. Cái này phải trồng mà nó cũng khó trồng cho nên là giá trị nó cũng hơi thấp. Đều dùng 9-12 gram phối hợp á. Còn dùng mình nó cũng được, có thể nên sản xuất được cao hay thiên không thôi. Cũng được nhưng mà tác dụng cũng tốt, nó là cái thiên nó mình cao. Cao rồi cơ mình cao đặt luôn, cái việc cần dùng ra múc một cái liều lượng nào đó thì hoài nó nóng uống luôn. Thế vì cao lỏng thì cao đặt để bảo quản dễ. Nhưng mà nó câu đặt thì phải cho chất bảo quản nhưng không có cũng hư, rất dễ hư. Chất bảo quản dùng Nivazin á. Nivazin, Nivazin là chất quý của ta đó. Nivazin thì tỷ lệ là 0.18%. Nivazin nó nhỏ hơn, chia 9 lần thì là 0.09%. Cái 100 gram cao thì ta tính ra ta dưới 0.18% thì 1.8 phần ngàn thì dễ tính đúng không? Này thì có ai đó nhà cơ sở tư nhân thì cũng có người có đến 18%, 1.8 phần ngàn nó dễ tính hơn đúng không?
đi qua chi dùng điện thì đi qua chi thấy em nữa có mình tin gì đó có nhân bên trên luôn nha không được dùng cho bảo quản không có độc được cho phép dùng bảo quản này. Trước tôi nói nó có độc gì đó nhưng mà sau này không mà không có căn cứ nhỏ hơn là không có 0.9% đó là tỷ lệ 91 á ta nhớ vào chế độc nhớ 91 tỷ này là không có 9% một ngàn chứ thì dễ tính ví dụ 1.000 gram cao này thì dễ tính nè người ta cần cái này không có 1.8 phần ngàn tức là nhiêu cần nhiêu thì đi qua chi ta cần nhiêu 1.8 gram 1.8 phần ngàn mà đúng không anh chị đúng không nè đi chim điện ngàn thì đó được phần trăm thì phần trăm chia ra khẩu thấp phần trăm thì này chia trăm phải là mất số này không hai số chứ 1.000 chia cho 100 trăm lâu mới là học phổ thông mới được đây cũng lồng cộng đúng không mà 10 nhân cho 0.18 tính 100 mà phải thêm chút không không thêm chút không đây nè vậy là bằng 1.8 không đúng rồi thay phần trăm chị có tính thì tính 1.000 gram thì chị dễ tính 1.8 gram còn này chia cho 9 lần tỷ ra nitrogen này nè thì cái kiểu không đó cầm bút là qua học tính tôi cứ dễ đi một không vậy là 1.8 phần ngàn vậy là sao đây có 1.000 gram cao đặc đi cao đặc nấu hạt tổ ô để uống cho đèn tóc đi ha 1.8 phần ngàn đó là lấy 1.000 nữa nè nhân tính sao ta em tính ra đó dạ nhân cho 1.8 á nhân gì này nhân 1.8 lên nhân 1.8 là nhân nó ra một số lẻ hả không 1.8 phần ngàn 1.8 phần ngàn ừ thì dễ đúng không vậy là 1.8 gram dạ đúng không 1.000 gram này nè còn 1.8 phần ngàn lấy gì viết vậy đi được bỏ thì đúng rồi gì vậy lâu lâu mình trở lại lớp kia nó cũng rộng rộng ha mình tính theo kiểu bấm máy không ạ thầy tức là khi mình ra cao rồi mới trộn cái chất bảo quản vô hay là bỏ chất bảo quản vô ngay lúc mình nguyên liệu mình nấu luôn thầy không cao nó gần đạt á gần đạt rồi bỏ thế vô gọi tiếp tí xíu là đạt dạ mình cho nó vô để mình nó còn nóng á nói chung là nó nóng rồi thay vì mình để nguội thì nó khói qua trong còn nó tan tan còn mà đi bên trên tan còn mình là chụm cốc nhỏ là cho nó vô mình quấy đổ vô cái cao này nè nó còn nóng quấy nó đều phân tán đều là xong không nấu nữa nấu nó có trình diện nó làm bay hơi nó sao làm biến đổi chất là sao trên đa số cái cao nào cao lỏng cao đặc thì là dây điểm mà thay vì ngưng lửa đó cô có dùng nhiệt mà hòa tan chất bảo quản mình tính toán xong cho nó vô quậy nó đều bỏ vô cồn khoảng cồn 70 thầy bỏ vô cồn còn thường dùng cồn 90 cồn 90 dễ tan lắm từ tan trong cồn đó ha thì 8 lần này khỏi tính nữa thì chia cho 9 lần chia cho 9 đi thì ra nhiêu gram thì dễ tính một phần thôi thì sao kia cho nên tỷ lệ 91 là vậy trong một chế ta tính vậy chứ làm tính toán nhiều mình cũng tâm nhưng tất nhiên phải dùng máy tính rồi chứ không tính như dưới rễ mình đâu máy tính nó đâu có sai bấm đường nó sai bấm kiểm tra số thôi nhưng mà ban đầu thôi chứ thành công thức rồi sau đó mình cứ nấu cái đó mình cho vô nó làm sẵn rồi mình chỉ quà cho vô thôi nó thành quy trình thì con này mình tính toán để bên là lưu ban đầu á chị mà nó làm chứ cái làm còn nó ổn định rồi thì mình đâu nó cứ theo đó thì bao nhiêu ra này kia cứ theo quy trình nó nấu xong bỏ vô rồi bỏ vô thì nấu nhiều lần thì nó ở mức độ cao mức độ đó mà nó co giãn chút xíu rồi rồi thì thêm á không dùng kéo dài cho người âm hư nội nhiệt nha
bán thuốc cây hiên thêm được không? Có. Hiên thêm thì để được chặt ngắn là nó đơn giản, chế đơn giản, rửa sạch, chặt ngắn qua xí khô đó thì dùng thôi, không có tổng gì hết. Mất 1 ký. Mình mua 20 gram, 100 gram thì nó tâm thuốc thì 50 gram tâm thuốc. Cái âm hương nội nhiệt á, anh suy nghĩ. Thì ông này không biết sao bị thích anh. Tài liệu ghi vậy. Tính hàn. Âm hương mà nó nội nhiệt. À. Đúng rồi. Cái nhiệt là cái tạm, nó không phải chính. Âm nó hư. Âm mưu sinh nội nhiệt, cái nhiệt là không phải cái gốc, đúng không? Cho nên cái âm mưu mà dùng cái hàng này nó là sai. Thế lâu lâu cũng ngồi lưỡng lự cái xử lý thôi, gửi về ấy ra, tâm y nó gì vậy? Đúng rồi, cái chính là âm mưu nó sinh nội nhiệt. Chứ không phải mình dựa nội nhiệt mình dùng cái này. Người bị âm mưu nội nhiệt kéo dài không dùng, tại cái gốc là hư. Âm mưu mà dùng cái hàng này không được á. Như vậy chứ nó đau đi thì mình dùng cái đường khác, đúng không? Nhìn dung không? Tất thế nó đi nó lại là vậy. Không được dùng. Kiên kỵ là giờ mình không dùng, mình dùng loại khác. Khương hoạt. Khương hoạt nó cũng có tinh dầu á. Mà đây coumarin cũng thơm, đặc biệt của nó anh. Cũng nhập Trung Quốc. Nó bị cay đắng và tính đông. Nó cũng nguy can thận giống như ai bị đầu á. Độc hoạt với lại gì đó. Rồi. Phát tán không hàn. Chính nó ôn á, có tác phong hàn chịu thấp và trị sống nữa ha. Nó được dùng trong cảm mạo phong hàn nữa ha. Rồi phong thấp, dạng mà phong thấp á, cho nên nó đau đau nhức ra, đau nhức khớp nè, đau nửa người trên nữa. Nó bị thuốc thông thường thôi, có độc tính thì dùng 39 răng là thường dùng nha. Chứ mà khi bác sĩ ta có thể là tăng 12 gram nhưng mà không tăng kéo dài. Tại tính nó ôn á. Tăng ta dùng đến mức độ đó thì bác sĩ vẫn tuân thủ trong đó. Còn mình sẽ cho tăng chút xíu thời gian uống bằng 7 thang thôi, ta cũng có gì đã liệu cũ rồi. Tại vì nó có quy định điều trong trường rồi. Lưu kiên kỵ, người nào mà chứng thực nhiệt và hư nhiệt không có dùng. Tại vì nó là dễ hiểu nên tính ôn nè. Đúng không? Ôn là với nhiệt là nó hai cái phản nhau rồi, nó ngược nhau rồi. Thì sao cân bằng âm dương được? Lá lốt dùng con vận mặt đất á. Nhưng mà đừng có nhổ cả rễ ra bán mình luôn. Tưởng tí xíu rễ cũng không sao, không có thời gian đâu bỏ ra, mà tại rễ thì cũng không có nghi có độc gì. Nên nó biết là toàn thân, thơ ba nhưng mà bỏ rễ. Rồi vị cay tính ôn á, nguy kinh tỳ phế. Đây cũng hay dùng á. Nó đơn giản là chỉ thu hái là phơi khô thôi. Nhưng mà khi hái thì khi nó cây ra bông là tốt nhất ha. Chứ nó non quá thì cũng tinh dầu ít. Nó là vị thuốc ôn trung tán hàn trong phương pháp trường thấp á. Hạ khí và chỉ thống trường phương thấp. Nó còn dùng giữa phong thấp á, rồi còn dùng trong cận bằng quan lạnh, đau răng, đau đầu, chảy nước mũi, ra mồ hôi tay chân. Ra mồ hôi tay chân mình nói người ta có thể là dùng cái lá lốt khô á, người ta sắc lấy nước, ta cho tí muối vô, người ta bỏ chân vô, ta ngâm. Nó cũng chữa được mà dạng mà đau nhức khớp nhẹ nhẹ. Chứ đau nhức nặng thì phải uống thuốc, chứ ngâm ngoài thì cũng không. Còn là người đổ mồ hôi chân tay á, mà nhẹ người ta cũng dùng á. Đó lốt rồi tươi và khô, là nấu lấy nước, nấu ít thôi, nấu 15-20 phút, 30 phút rồi nấu lâu quá thì dầu bay hết rồi. Nấu vừa phải thì ấm ấm thì cho tí muối vô, người ta ngâm nó cũng cải thiện được đó. Chứ ra mồ hôi tay, hoặc là tay chết nó đau nhức mà nhẹ thôi chứ không phải là nó nặng, nặng phải dùng kết hợp uống trong và dùng ngoài. Khi ta cho mấy bác sĩ cho thuốc cho bên ngoài nữa ha. Ở viện có mấy thuốc mà cho bên ngoài để giảm đau á. Nó là dùng 9-12 gram. Vị nhiệt táo bón anh dùng tại vì tính nó ôn á. Người nào mà bị bệnh đau nhức khớp và bệnh như điều kể nhưng mà kèm với lại táo bón thì không có nên dùng nữa. Vì dùng cái khác
cái này hư gì không dùng nè, thì dùng mấy vị thuốc khác, vị thuốc trên đó đó. Rồi vị thứ năm, ngủ vô bị chân chim, dùng cái vỏ thân của cái ngủ vô bị nhé, vỏ thân rồi vỏ cầm, chứ không dùng lá. Nó có tinh dầu đắng chát, nhưng mà tinh dầu này, cái tinh dầu nó mà cho tính là sao bị ghi lưng, cái tinh dầu này nó ôm á, tinh dầu nó sao mà tính là tính ghi tính lưng, cái tài liệu bây giờ thì tôi ghi được. Nó cũng ghi căng thẳng giống nhiều mấy vị trước á, ba bốn vị trước á, có rất nhiều. Bây giờ coi lại ha, cái tinh dầu thì tính ôm. Bây giờ tôi coi lại nhà nha, coi lại kiểm tra lại tài liệu, rồi để được tính sống, coi lại cái hết á. Từ nãy tôi nói tự nhiên tinh dầu tính lương mình không biết đó. Rồi anh chị đến dấu hỏi đó em, thì tôi coi thì nói là gì. Chị đau lưng á, đau xương khớp ta hay dùng á, rồi xương đau vô sang chấn ha, 10-20 gram phối hợp. Nhưng mà dùng riêng để dạng rủ gia vị uống thì rủ bổ á, đi chữa con mệnh gân cốt rồi kia thì mình nói là cũng có, nhưng mà nó tác dụng yếu. Nó có loại rượu của gia vị, rượu ba tích, rượu gia vị, rượu độc vị thôi, sẽ không có hay. Khi dùng tâm phối hợp ngâm rượu và về ngâm với rượu thang, rượu minh mạng thì nó hay, phối hợp với những cái minh mạng than á, mấy chục vị thì vẫn hay hơn là này. Chưa viện có dùng mà đang ngâm rượu giờ vẫn còn bán đó. Bán thường thường giống như thang ngâm rượu minh mạng, minh mạng than rồi minh mạng than. Cái điều đó thì mình tết bị bán chạy, để ta mua về ta ngâm rượu gia đình ta uống á, uống tiêu cực á, cổ và giúp nó ăn được. Đây là cổ, cổ rễ ha, minh mạng tha mười mấy vị á, cái gì ngâm rượu á, ngâm rượu này nói chung là nó bổ, nói chung á chuyện cốt kích thích tiêu hóa bổ máu mũi vân vân, rất nhiều vị lắm á. Mà ở huyện thì cái thang nó được giống này, chứ phải mình bằng thang chị gõ mình bằng thang nó ra cái thang cũng hay. Cái này cũng hay dùng á. Rồi phòng phong, phòng phong còn dùng bằng đất, phòng phong có mấy loại luôn á, mình nhập Trung Quốc. Nó tinh dầu nhưng vị nó có cay, vị ôm á, vị kinh can không vị kinh thận. Phòng phong nó còn dễ biểu qua trường phong á, nó là kết hợp với độc quạt, cương quạt, phòng phong mà chị hay thấy trong cái nhóm phối hợp luôn, chứ không phải mình nó. Mà liều lượng thì vừa phải thôi, ta dùng thuốc thang thì theo cái liều đó ta dùng, còn ngâm rượu giảm cao thì cả tối công thức đó thôi. Do nó tính ôm như vậy á, nó trừ các công năng gì, nó trừ được đau đầu do hàn á, thiếu âm đột sống là đau đầu do hàn á. Mày đai nữa, mình không biết thì ba hiệu quả sao, không cũng biết, bác sĩ dùng sao tôi không biết. Phong pháp tê đau thì nó dùng, uống quán thì cũng không phổ biến á. Sách tùy với uống quán thì dùng thuốc tây thôi á, cho dùng đông y ta ít dùng, cái tác dụng nó chậm, thuốc tây là nó mau, nó hợp lý hơn. Còn đông y tây thì đông y dùng bản tính nha. Thêm hai vị nữa thì nghỉ nha, lỡ chiếu lên rồi cho mình xem cho hết chiếu. Cái này nghỉ không muốn nghỉ rồi. Rồi ghế đầu ngựa, ghế đầu ngựa là cái lúc nam mình á, mình trồng nên mình đã lấy quả già bán, nó chứa iốt nữa, iốt nó hữu cơ trong cây ấy. Cho nên mấy đơn thuốc bút cổ mà người bút cổ do nhược giáp thiếu iốt á, người ta vẫn tê đơn ghế đầu ngựa ha. Rồi em cứ về nói cái này để nghỉ. Công năng nó là trừ phong thấp, tiêu độc, tán phong, nó cũng tác dụng cũng tốt nha, thuốc nam cũng tốt. Nó quy kinh phế là giống quy can thận như kia ha. Chữa đau nhất chân tay, tê dại, co rút, viêm mũi, viêm xoang, mụn nhọt, bỏ ngứa. Trong tiêu độc thì hay có đó ha. Tiêu độc mụn nhọt hay có cái đồng lượng. Ngày dùng sớm ngày hay ra. Đau đầu với thư không có dùng. Cho tất kỳ gì đó không biết. Thì thôi mình biết thì thôi, kiên kỵ. Tan ký sinh,
dùng thân tình lá. Vị đắng tính bình, nguyên tinh can thận. Vì vì trong chương này có mấy gì được can thận ta vì đọc lại thì hệ thống là cho dễ nhớ ha. Cái nào không tương can thận thì loại ra. Bổ can thận, mạnh ngân xương, thông thai kinh lạc, an thai nữa. Đau lưng, nhức xương khớp, đau thần kinh ngoại biên, phụ nữ động thai, ít sữa, cho vi sinh. Như vậy ha. Nhưng mà nếu mà phụ nữ ít sữa ta còn dùng cái loại mà thuốc mà giờ ta cấm dùng rồi đó. Anh chị biết không? Xuyên xương giáp. Rồi vẫy con trúc á. Xuyên xương giáp. Nó mắc tiền lắm ha. Nó mắc hơn nhân sâm. Giờ ta nó động vật người ta cấm dùng. Con trúc gọi là con tê tê á, đúng không? Động vật đâu biết cấm dùng. Bắt nó là vi phạm, vi phạm có tiền lắm. Là vẫy. Nó thường cái vẫy nè. Nó lột vẫy đó tội nghiệp á. Vẫy con trúc. Vẫy con trúc rồi nó ha. Con tê tê là nó luôn á. Không phải con trúc mà nó con trúc. Nó con tê tê á, gọi tê tê không gọi, gọi trúc cũng được. Rồi cái vẫy nó làm thuốc thì vẫy là cái xương giáp. Mắc tiền lắm anh. Nó cũng giúp cho phụ nữ có sữa cho bé bú. Xuyên gì đây? Xuyên sơn giáp. Chị giới quá anh xin lỗi nha, quen tay. Hồi đó ở viện có bác, sau này gấp dùng viện có bác nữa. Như vậy thì dân gian thì lấy ra giò heo à, hầm như đu đủ á, ăn không biết có không, theo chắc thì cũng có hiệu quả đúng không? Đúng rồi, rẻ tiền nữa. Năm mà vừa nữa em hết thì cho bố ăn luôn. Món ra cũng tốt mà đúng không? Ăn ngọt, đu đủ hùng hùng á. Rồi tới đây mình chấm dứt nha. Chị về con sơ bài bữa sơ sẽ tiếp tục ha. Còn hai